Các truyện Hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của tác giả Phát Đạt Bích Lệ Tuyến. Phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Chương 44, thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Lục Yến và Bạch Đạo Niên cùng tới Đông Cung. Trong điện, lò đồng khắc hình mặt thú tỏa ra từng đợt sương khói, lượn lờ trong không khí, nơi đây đốt rất nhiều địa long, nhiệt độ không khí phảng phất giống như mùa hạ. Thái tử ngồi trên giường, trên người là một bộ áo lụa gấm màu trắng thêu hoa văn tuyến long bằng vàng, tóc tai gọn gàng, dáng vẻ bất phàm. Dung mạo thái tử giống mẫu thân, tư dung đơn luận, giải nghĩa, là đặc biệt đẹp, có nét đẹp khác biệt so với mấy vị hoàng tử khác còn tuấn mỹ hơn vài phần, chỉ là bị bệnh quấn thân lâu ngày, giữa mày hiện lên vẻ tiều tụy. Mấy kẻ là vương hầu lương tướng chẳng lẽ sinh ra đều đã cao quý sẵn rồi sao, thế cho nên khí thế thiên gia cũng sẽ không bởi vì ốm yếu mà thiệt hại nửa phần. Thái tử mới hỏi một câu, Bạch Đạo Niên đã run rẩy quỳ gối trên mặt đất. Bạch Đạo Niên sao có thể nghĩ đến, huynh trưởng trong miệng Lục đại nhân nói, lại là thái tử đương triều Đại Tấn. Cô còn có bao nhiêu thời gian? Thái tử lại hỏi một lần. Lục Yến nhíu mày nói, thái tử điện hạ. Thái tử dùng một chiếc khăn che miệng lại, cả người run rẩy, phát ra thanh âm kịch liệt ho khan, sau đó nói, thời nghiên, cô muốn nghe lời nói thật. Thái tử dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Đạo Niên, Bạch Đại Phu không cần cố kỵ, cứ nói đừng ngại. Bạch Đạo Niên bắt mạch cho thái tử xong, nói không khiếp sợ là không có khả năng, loại mạch tượng này là điển hình ngoại thương nội hư, mặt ngoài nhìn vẫn còn ổn, kỳ thật thân thể đã sớm bị đào rỗng. Có thể cho thảo dân xem qua phương thuốc ngày thường thái tử dùng không? Bạch Đạo Niên nói. Thái tử liếc mắt nhìn hoàng môn một cái, nói, đi lấy ký lục phương thuốc một năm của cô tới đây, đưa cho Bạch Đại Phu. Giây lát, hoàng môn cầm theo một quyển tập hợp đơn thuốc quay lại. Bạch Đạo Niên tinh tế lật xem danh sách thuốc thái tử dùng gần một năm. Mới đầu nhìn liếc qua đơn cũ thì thấy bán hạ, thiên nam tinh, tạo anh, bối mẫu tứ xuyên, trúc như, phần lớn đều là các loại thuốc tiêu đàm khỏi ho suyễn, nhưng tới 3 tháng trước, theo tình trạng bệnh tình tăng lên, lượng thuốc này cũng thêm vào một số loại khác với năm trước, dâm dương hoắc, tứ quý thanh, ngư tinh thảo, đông trùng hạ thảo. Tựa như đem hết dược liệu trân quý trên thế gian đều mang tới Đông Cung, bỏ qua dược vật chi gian tương khắc, ví dụ như lấy dâm dương hoắc tới nói, loại dược tráng dương bổ khí này tuyệt đối không thể dùng chung với bành phấn hoa, dùng nhiều sẽ bị phản tác dụng. Bạch Đạo Niên chau mày, giữa trán ra đầy mồ hôi, nói chuyện bệnh tình với trữ quân một quốc gia, thật sự là nói dễ hơn làm. Lục Yến thấp giọng nói, chẳng lẽ phương thuốc xảy ra vấn đề? Phương thuốc này mặt ngoài thì không có gì không ổn, chỉ là trong đó hai vị thuốc có dấu hiệu tương khắc, tuyệt đối không thể dùng chung. Hắn suy nghĩ một lát, rối rắm nói, nếu điện hạ cứ tiếp tục dùng phương thuốc này chỉ sợ thời gian không còn nhiều, thời gian không còn nhiều. Lời như vậy, ai dám nói ở Đông Cung? Nghe xong bốn chữ này, đừng nói là nội thị bên người thái tử không đứng thẳng được, ngay cả sắc mặt Lục Yến cũng biến đổi theo. Lục Yến nói, Bạch Đại Phu đã nhìn ra nơi nào có vấn đề, không biết có nắm chắc thử một lần hay không? Bạch Đạo Niên thành thật nói, bệnh của điện hạ không chỉ là phong hàn bình thường, thảo dân không dám nói hai chữ nắm chắc, chỉ dám nói tận lực thử một lần. Thái tử nói, bất luận kết quả như thế nào, cô đều sẽ không trách tội ngươi. Bạch Đạo Niên lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, thảo dân còn có một câu muốn nói cùng thái tử điện hạ. Thái tử gật đầu, ngươi cứ nói. Bạch Đạo Niên nói, thảo dân làm nghề y nhiều năm, gặp qua rất nhiều tạp chứng đa dạng khó chữa, có người nhìn thân thể cường tráng, lại đột phát tim đập nhanh mà sớm ly thế, có người bị bệnh quấn thân, lại sống lâu trăm tuổi. Hai năm trước, thảo dân còn từng gặp qua một người bị bệnh lao không trị mà khỏi, nghe đến đây, tự đáy lòng thái tử cười một chút, chuyện này đúng là lần đầu cô nghe nói. Thảo dân nói những câu này đều là sự thật, tuyệt không có nửa lời giả dối. Tốt, cô đã biết. Thái tử nói. Bạch Đạo Niên đi rồi, thái tử kêu Lục Yến ở lại dùng cơm trưa, dừng đũa, giống như có chuyện trịnh trọng muốn nói, thời nghiên, cô muốn nhờ ngươi tra hành tung của hai người. Điện hạ mời nói. Lục Yến nói. Cô muốn tìm tam cô nương Thẩm gia, cùng tiểu công tử. Từ lúc Lục Yến rời Đông Cung, tâm sự vẫn luôn nặng nề. Thành Tây Cừ sụp đổ, Vân Dương Hầu không làm tròn trách nhiệm bị tội liên lụy,
Thái tử giúp Vân Dương Hầu cầu tình, lập tức chọc thánh nhân giận dữ, bị cấm túc ở Đông Cung suốt 3 tháng, nhưng mà trước mắt thánh nhân muốn nâng đỡ thái tử, điều thứ nhất thái tử muốn làm thế nhưng là tìm kiếm Thẩm Chân. Nhưng người giúp Thẩm Chân ẩn nấp chính là hắn, như vậy bắt hắn phải tìm thế nào? Lục Yến bực bội mà xoa huyệt thái dương, kéo một thân mỏi mệt trở về kinh Triệu phủ. Công Húc Đoan Chính bưng một chén nhỏ uống trà, nhìn thấy Lục Yến, lập tức tươi cười nói, Lục đại nhân, đã lâu không thấy, vụ án ở Kinh Châu thuận lợi chứ? Bởi vì là ngầm điều tra, cho nên trong nội bộ cũng không ai biết được Lục Yến đi Dương Châu mà đều cho rằng hắn đi Kinh Châu. Lục Yến gật đầu nói, cũng tương đối thuận lợi. Tư Thương Tham Quân ở bên cạnh nói, Lục đại nhân không ở đây, nên đã bỏ lỡ một sự kiện kinh người đó nha. Lục Yến gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói tới vị Tư Thương Tham Quân ở Kinh Triệu phủ này của bọn họ, không chỉ nói chuyện thích úp úp mở mở, hơn nữa biểu tình còn rất phong phú, Lục Yến thường xuyên cảm thấy để hắn nhậm chức ở Kinh Triệu phủ thực sự là nhân tài không được trọng dụng, nếu tới trà lâu làm thuyết thư, người kể chuyện, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Trường An. Công Húc uống một ngụm trà, cười nói, việc này còn có quan hệ với Lục đại nhân ngài đấy. Lục Yến vừa xem lại các vụ án gần đây, vừa nói, phải không? Công Húc nói, tháng 10, vụ án đám người Vương Chiếu lừa bán nữ tử chưa xuất cát, Lục đại nhân còn nhớ rõ chứ? Lục Yến kinh ngạc nói, chẳng lẽ án này vẫn chưa kết thúc? Lúc hắn rời kinh thành là mùa đông, trước mắt đã tháng 3 rồi. Công Húc đưa cho Lục Yến một tập hồ sơ vụ án, nói, sau khi chúng ta có được lệnh điều tra đã lập tức đi tới phủ Vương Chiếu tra, phủ họ Vương kia quả nhiên có mật đạo, chúng ta đi vào, lập tức phát hiện bên trong đều là thi thể nữ tử mất tích. Khi nhìn thấy hiện trường vụ án kia, cho dù là người kiến thức rộng rãi như Chu Ngộ Tác cũng nhịn không được ói mửa. Chỉ là chúng ta chậm một bước, lúc tới đó Vương Chiếu đã sớm chuồn chẳng thấy bóng dáng. Công Húc thấy Tư Thương Tham Quân bên cạnh nóng lòng muốn thử, liền nói, được rồi, ngươi tới nói đi. Ánh mắt Tư Thương Tham Quân sáng lên, đôi tay vỗ vào nhau một cái, lớn tiếng nói, Vương Chiếu chạy, vị tỷ phu người tiên bi tộc kia của hắn cũng chạy theo, bất quá lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, rốt cuộc vào một đêm nọ, dưới sự chỉ dẫn thần cơ diệu toán của Trịnh đại nhân, ta cuối cùng cũng bắt được Vương Chiếu cùng đồng phạm của hắn. Lúc này, Trịnh Kinh Triệu vừa vặn đi ngang qua, thập phần xấu hổ ho khan một tiếng. Công Húc cúi đầu cười nhẹ, không khỏi chửi thầm, Chu đại nhân này cái óc chắc chắn là dài hơn đôi mắt, bằng không sao Trịnh Kinh Triệu vừa xuất hiện, liền chuẩn xác mà vỗ mông ngựa. Phải biết rằng, bọn họ có thể bắt được đám người Vương Chiếu, cũng không phải là chỉ dựa vào Trịnh đại nhân thần cơ diệu toán, mà còn dựa vào bức họa kia. Lúc này, Trịnh Kinh Triệu chậm rãi nói, án này có thể phá, còn nhờ Lục đại nhân tìm tới vị nữ họa sư kia. Nghe thấy mấy chữ nữ họa sư, Tư Thương Tham Quân không khỏi càng kích động, Lục đại nhân, nếu lúc ấy ngài ở đây nhất định cũng sẽ kinh ngạc cảm thán. Tỷ phu của Vương Chiếu kia thật sự là người tiên bi. Bộ dạng hắn cùng người trong bức họa còn giống nhau như đúc, giống như vừa nhìn vừa vẽ lại vậy. Lục Yến sửng sốt, tuy rằng biết lời Tư Thương Tham Quân nói khẳng định sẽ khoa trương hơn, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được. Nàng họa đương nhiên là có điểm giống. Rốt cuộc trong những họa sư mà hắn gặp qua, Thẩm Chân là người họa có linh tính nhất. Tới lúc tan tầm ra về, Công Húc thấp giọng nói với Lục Yến, lần trước Lục đại nhân mang theo nữ họa sư kia, không biết là cô nương nhà ai. Lục Yến nhíu mày, Công đại nhân có chuyện gì sao? Công Húc nói, trên tay ta đúng lúc đang có một vụ án, cũng cần vẽ chân dung, nếu như đại nhân, bước chân Lục Yến dừng lại, khóe miệng cong lên một độ cong hiện ra ý cười giả dối, xin lỗi Tôn đại nhân, thân phận của nàng, ta thật sự không tiện nói ra, còn nguyên nhân vì sao, hẳn Tôn đại nhân cũng có thể đoán được. Công Húc hiểu rõ mà gật đầu, không khỏi nhỏ giọng tiếc nuối nói, ai, nữ tử là thuộc về chốn khuê cát, đến ngay cả việc sở trường của bản thân cũng không thể tùy ý phát huy, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Lên xe ngựa, hốc mắt Lục Yến trợn trừng. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, thế nhưng một người hai người đều muốn tìm nàng. Dương Tông thấp giọng nói, chủ tử, hôm nay chúng ta về phủ quốc công sao? Lục Yến hít sâu một hơi, không trở về. Lúc lên đèn, Lục Yến đẩy cửa Lan Nguyệt cắt ra, Thẩm Chân cũng không ở trong phòng. Nàng đâu? Mặc Nguyệt hiểu ý, vội nói, cô nương ở Đông Sương. Đông Sương Trường Nguyễn kỳ thật là hai gian, giữa phòng lấy bình phong bằng gỗ sưa chạm nổi hoa văn điểu thú khảm ngọc ngăn cách, bên trong kê sát mặt tường đều là kệ sách, chồng đầy các loại tạp ký cùng thi họa Lục Yến cất chứa, bên ngoài đặt một chiếc giường la hán, trên tường phía đông còn treo một bức huyền họa Cửu Ngư Đồ. Thẩm Chân đang ngồi trên giường la hán đùa nghịch mấy bức họa cuộn tròn, ngọn đèn dầu chiếu lên mặt nàng,
mấy bức bức họa còn chưa kịp cuộn lại rơi trên đầu gối, cả phòng đều là mùi mực, không khỏi khiến nàng nhiễm một phần hương khí. Lục Yến tản bộ đi lên trước, trầm giọng nói, nàng ở đây làm gì vậy? Tiếng nói hắn trời sinh trầm thấp, mang theo một cổ khí thế không giận tự uy, chẳng qua Thẩm Chân đã nghe thành thói quen, cũng không sợ hắn. Nghe thấy tiếng, Thẩm Chân chậm rãi nhìn về phía Lục Yến, chỉ thấy bên ngoài hắn khoác áo khoác huyền sắc hoa văn thú điệp, bên trong mặc một kiện quan phục tím sẫm quen thuộc. Xiêm y tối màu như vậy luôn mang lại cho hắn một vẻ quạnh quẽ lại bất cận nhân tình, nhưng nếu dung hòa với ánh mắt nhu hòa giờ phút này của hắn, tức khắc nhiều thêm một loại mị lực khó có thể miêu tả. Thẩm Chân không thể không thừa nhận, hắn làm mệnh quan triều đình so với làm vệ gia vệ hiện càng thêm mê người. Hắn đi đến bên người nàng, tùy ý cầm lấy một bức họa, nhìn nhìn, nói, đây là nàng họa. Trong Đông Sương phòng có những bức họa nào hắn phần lớn đều nhớ rõ, bức này mực còn chưa khô, nhất định là kiệt tác của nàng. Thẩm Chân gật đầu, phải. Lục Yến khiêu mi, hiếu kỳ nói, sao đột nhiên lại họa tranh sơn thủy? Gương mặt Thẩm Chân ửng đỏ, nàng túm nhẹ vạt áo hắn, ôn nhu nói, đại nhân còn nhớ rõ chuyện đã đáp ứng với ta không? Lục Yến cố ý nhăn mày nói, chuyện gì? Quả nhiên, trên mặt tiểu cô nương lộ ra thần sắc gấp gáp, đại nhân không phải đã đồng ý ngày 7 tháng 3 cho ta đi Đại Hưng Thiện Tự sao? Lục Yến giữ chặt tay nhỏ của nàng, à, nhớ ra rồi. Thẩm Chân tới gần một bước, nhấc chân, đến gần bên tai hắn, nói nhỏ, ta muốn bán bức họa này đi, sau đó đi tìm Viên Trầm đại sư giúp mẫu thân tụng kinh cầu phúc. Lời còn lại, nàng không nói, hắn cũng hiểu rõ. Tổng kết lại chính là, hai ngày nay nàng vẫn luôn ở Đông Sương phòng âm âm thầm thầm, chìm chìm đắm đắm, là muốn tích cóp tiền nhang đèn sao? Chương 45, thỏa hiệp. Chương 45, thỏa hiệp. Nhưng thế đạo trước mắt này, Chân Chính hiểu được phong nhã có thể có mấy người, tuyệt đại bộ phận bất quá chỉ là học đòi văn vẽ mà thôi. Lấy ngay mấy vị trong kinh thành kia làm ví dụ, bút mực xuất phát từ tay bọn họ sao có thể đáng giá hơn ngàn lượng vàng, nhưng chỉ cần có quý nhân cất nhắc, trong kinh liền sẽ có người cổ động. Mọi người xua như xua vịt, nhưng chẳng qua chỉ vì lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức tranh mà thôi. Cho dù mấy bức họa của nàng có thể bán được chút tiền, nhưng muốn lấy tiền đó để thỉnh Viên Trầm pháp sư tụng kinh, quả thực là người si nói mộng. Tam cô nương phủ Vân Dương hầu ra cửa lễ Phật, chùa có thể vì nàng mà đóng cửa, nhưng cảnh đời đổi dời, không có gia thế lớn chống đỡ, chỉ sợ tăng tiếp khách ở chùa miếu cũng sẽ không giúp nàng thông truyền. Mấy điều như vậy, Lục Yến tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Nàng cần tiền, vì sao không nói với ta? Hắn nhíu mày lại, giọng nói hơi nặng nề. Đừng nhìn nam nhân này mặt ngoài vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng từ sâu nội tâm, hắn hy vọng Thẩm Chân có thể ỷ lại hắn chút. Có một số thứ hắn không cho được, nhưng có một số thứ, hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng mà suy nghĩ của Thẩm Chân lại ngược với hắn. Ở trong mắt nàng, nàng có tay có chân, ngoại trừ bán tranh, nàng còn biết điều chế hương liệu, dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới việc duỗi tay đòi tiền hắn. Cho nên giờ phút này, trong mắt Thẩm Tam cô nương toàn là kháng cự. Lục Yến xoa tóc nàng, thu lại mấy bức họa, sau đó nói, tiền nhang đèn nàng cần ta đã giúp nàng chuẩn bị tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Chân liền có chút luống cuống, khó khăn nói, không, không được. Lục Yến cúi đầu nhìn nàng, môi mỏng hơi nhấp, khí thế uy nghiêm, khiến người không dám phản kháng tức khắc bộc phát ra ngoài. Đại nhân, tiền này không giống như vậy, đây là tiền ta giúp nương ta cầu phúc. Thẩm Chân kéo tay hắn, có câu nói tâm thành tắc linh, nếu cứ để ta dùng tiền của đại nhân như vậy, ta sẽ không an tâm. Lục Yến nói, nàng biết mấy bức họa này có thể bán được bao nhiêu tiền không? Có thể bán nhiều hay ít, lòng ta hiểu rõ. Thời điểm Vân Dương Hầu Phủ xảy ra chuyện, Thẩm Chân không biết đã bán đi bao nhiêu thứ để đổi lấy tiền bạc, nếu không phải trong lòng hiểu rõ, nàng cũng sẽ không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họa một lúc 20 bức. Lục Yến cúi đầu nhìn tay nhỏ của nàng bị mực nước vấy bẩn, nhéo mặt nàng, ghét bỏ nói, được rồi, cùng ta về phòng rửa tay. Đại nhân nghỉ tạm trước đi. Thẩm Chân câu môi cười nói, ta còn muốn họa thêm một bức. Dứt lời, nàng liền xoay người trở lại trước bàn, chấp bút, chấm mực. Lục Yến ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, thấy nàng chậm chạp không tới, hắn liền đi qua, một tay túm cổ nàng, dùng thanh âm lạnh băng nói, lời nói của ta, nàng không nghe thấy sao? Thẩm Chân bị người bắt được yếu điểm sau cổ, lập tức buông bút lông trong tay. Trở lại Lan Nguyệt Các, Thẩm Chân vội vàng rửa mặt rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Vốn dĩ Lục Yến đã ngủ rồi, lại bị động tác nàng xoay người đánh thức. Hắn duỗi tay thăm dò, phát hiện tiểu cô nương thân mình cuộn tròn, nguyệt sự của nàng tới,
Thẩm Chân héo héo từng một tiếng. Tới lúc nào? Thẩm Chân cũng không nghĩ nhiều, liền nói thật, buổi trưa hôm nay. Lục Yến cười lạnh nói, Thẩm Chân, nàng chính là tự làm tự chịu. Từ trước đến nay lúc nguyệt sự tới nàng luôn suy yếu, đứng ở thư phòng vẽ một ngày, nàng không đau thì ai đau. Thẩm Chân bị hắn giáo huấn, lưng cứng đờ, không dám lên tiếng. Nhưng một lát sau lại thấy lòng bàn tay ấm áp của nam nhân đặt lên bụng nhỏ của nàng. Đại nhân. Thẩm Chân quay đầu nhìn hắn. Lục Yến chạm trán lên trán nàng, thấp giọng nói, đã 20 bước rồi, ngày mai nàng còn dám họa tiếp, ta sẽ đem đồ dùng trong thư phòng toàn bộ tịch thu. Ta đã biết. Thẩm Chân uể oải nói. Vốn dĩ chuyện Thẩm Chân bán họa tác để lấy tiền nhang đèn này đã khiến Lục Yến chịu đả kích sâu sắc, ai ngờ ngày hôm sau, lúc buổi sáng lại tới một tin tức như sét đánh giữa trời quang. Thẩm Chân thế nhưng đem Trương Phỉ Thúy hắn mua cho nàng ở Dương Châu, tính theo giá thị trường, lập ra một danh sách, đồ vật 600 lượng trong tay nàng liền biến thành 720 lượng. Lục Yến nhìn chằm chằm một trương châu báu Phỉ Thúy trước mắt, cùng danh mục trong tay, thậm chí tức giận tới mức cười nhạt. Ngươi nói nàng ngốc sao? Nhưng nàng tính sổ sách so với ai khác đều rõ ràng hơn. Ngày thường cũng không có tâm tư sâu xa gì thế nhưng lại có thể khiến người tức giận không nguôi. Lục Yến như nghẹn ở yết hầu, giữa mày cùng với hai sườn huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, trong nháy mắt, dường như nghe thấy được một đợt cù tai. Hắn chịu đựng xúc động muốn mắng nàng, đứng dậy, mặt vô biểu tình rời khỏi Trường Uyển, thuận tiện làm lơ thanh âm nũng nịu đại nhân của nàng, khom lưng vào xe ngựa. Trước khi vào phủ Kinh Triệu, Lục Yến ném hết mấy bức họa tác chồng chất đến trong tay Dương Tông. Dương Tông nghi hoặc nói, chủ tử, đây là, Lục Yến gợi lên khóe miệng, có vài phần ý vị tự dễu, đem mấy thứ này về thư phòng phủ quốc công, cất cho kỹ, đừng để cho người khác nhìn thấy. Lục Yến đi trên thềm đá như tùy thời muốn tới gõ mặt trống. Hắn mới đúng là người không có chỗ để giải oan kìa. Thời gian nháy mắt trôi qua, đảo mắt đã tới ngày 7 tháng 3. Lục Yến vốn tính toán bồi Thẩm Chân cùng đi Đại Hưng Thiện Tự, nhưng Kinh Triệu Phủ lại đột nhiên xảy ra chuyện. Ngày đó, sáng tinh mơ đã có người tới kích trống. Nhà trọ Lam Môn ở phường An Thiện phía thành Nam, trong một đêm đã chết một nhà sáu khẩu, chết tương đối thê thảm, đầu bị chặt đứt sau đó treo trên xà nhà, lão nhân, hài tử cũng không may mắn thoát khỏi. Bất quá tiền tài trong phòng một phân cũng không thiếu, trên người phụ nhân trẻ tuổi cũng không có dấu vết bị gian dâm giết. Không cầu tài, không cầu sắc, hơn phân nữa chính là kẻ thù tìm tới cửa. Thảm án như vậy lại đúng lúc Trịnh Kinh Triệu bị bệnh, ốm đau ở nhà, Tôn Thiếu Doãn thì ra ngoài phá án. Lục Yến nếu không đi thì Kinh Triệu phủ đến người ngồi công đường cũng không có. Không có biện pháp, Lục Yến chỉ có thể phái một sa phu có thể tin đưa Thẩm Chân đi. Xe ngựa vòng qua góc phố, liền thấy được cách đó không xa Đại Hưng Thiện Tự đứng sừng sững, tường vàng nói xám, trang trọng hào phóng. Bên cạnh Đại Hưng Thiện Tự còn có một tòa tháp cổ, Long Diệp Tháp. Long Diệp Tháp cao 9 tầng, tầng thân tháp hình bát giác, mỗi tầng đều có tháp môn, cửa. Người đứng dưới hiên đã có thể nghe thấy tiếng chuông rung động theo gió, không chỉ dễ nghe, êm tai, còn làm nơi này tăng thêm một loại cảm giác thần thánh. Ngày 7 tháng 3 cũng không phải là ngày đặc biệt gì, khách hành hương không nhiều lắm, có chút quạnh quẽ. Bất quá, nếu như đổi hôm nay thành ngày 8 tháng 4, ngày Phật đản, lúc vừa vào cửa, nhất định sẽ bị bao phủ bởi đám người mênh mông cuồn cuộn. Rốt cuộc, tới đây thắp hương không chỉ có bá tánh Trường An, ở gần có Dương Châu, Kinh Châu, Lạc Dương, ở xa thì có Tây Vực, Cao Lệ, Hoa Quốc. Thẩm Chân cùng Đường Nguyệt vào Đại Hưng Thiện Tự, được vị tăng tiếp khách dẫn dắt, bước vào chủ điện. Trong điện thờ phụng Tam Tôn Kim Thân, Hoa Nghiêm Tam Thánh, ở giữa là Bì Lư Già La Phật, danh xưng Báo Thân Phật, bên trái là Văn Thù Bồ Tát, bên phải là Phổ Hiền Bồ Tát, trừ những vị này ra, trong điện còn có nhất khẩu chung chùa. Sau khi lạy xong, Thẩm Chân dừng lại trước tượng Phật Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát vì phổ độ chúng sinh, tiêu trừ tội nghiệp mà được coi là vô thượng trí tuệ cùng hóa thân đại từ đại bi mà cung phụng. Thẩm Chân chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, nhắm mắt, chắp tay trước ngực mặc niệm một hồi lâu. Thắp hương, dập đầu xong, vị tăng tiếp khách liền cầm sổ công đức đi tới. Thẩm Chân không tiện viết tên mình xuống, chỉ viết phía trên rằng mình quyên góp chút hương khói. 60 lượng. Đây là tiền tối hôm qua Lục Yến cho nàng. Thẩm Chân trong lòng rõ ràng, họa tác của nàng cũng không phải cực đại chi tác gì, đừng nói là 20 bức, cho dù có thêm 20 bức nữa cũng bán không được số tiền này. Nhưng nàng nhìn sắc mặt nam nhân đã thập phần khó coi, cũng không dám chống đẩy nữa. Thẩm Chân sâu kín thở dài, số nợ phải trả, lại thêm một bút. Vị tăng tiếp khách cười tiếp nhận, sau đó nói,
Tiên Trầm pháp sư còn có một pháp hội Nhân Vương Kinh chưa kết thúc, thỉnh cô nương theo ta tới phòng khách chờ một lát. Thẩm Chân vào phòng cho khách, vị tăng đó khép lại cửa rồi đi ra. Lúc này, đúng lúc có một vị nữ khách hành hương xong đi qua, nàng ta nhấc chân, hướng về phía bên trong nhìn lại. Vị tăng tiếp khách ngăn cản nàng, thí chủ, không có sự cho phép của trụ trì, không được phép tiến vào nơi này. Nữ khách hành hương đoạt lấy sổ công đức trong tay hắn, trên dưới nhìn một hồi, nói, 60 lượng hương khói đã có thể thỉnh Viên Trầm pháp sư tự mình tụng kinh giải thích nghi hoặc rồi sao? Vị tăng tiếp khách cười tủm tỉm nói, thí chủ, Phật gia chú ý nhân quả luân hồi, không phải này đó vật ngoài thân có thể quyết định. Nữ khách hành hương đột nhiên thấy mạo phạm, nói một tiếng tội lỗi. Đợi nữ khách hành hương đi rồi, tiểu sa di vẫy nước quét nhà trước cửa phòng cho khách từng bước một dịch tới chỗ vị tăng tiếp khách, nói, thật sự là 60 lượng công đức. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là sa di, đối với nam, hay sa di ni, đối với nữ. Vị tăng tiếp khách đập nhẹ lên cái đầu trụi lũi của hắn, bao nhiêu tiền cũng là công đức. Vị tăng tiếp khách cúi đầu nhìn thoáng qua sổ công đức trong tay mình, thầm nghĩ, 60 lượng, cho dù thêm một số không cũng không đủ. Thẩm Chân ở trong thiên điện nhìn thấy Viên Trầm pháp sư. Nội thiên điện thờ phụng Thiên Thủ Quan Âm, còn có kim thân rực rỡ lóa mắt của 500 vị La Hán, chỉ nhìn một cái, tâm kính sợ tức khắc dâng lên. Trước khi đi, Thẩm Chân quay đầu lại nhìn thanh sơn phía sau một cái, nước chảy róc rách cùng với tấm biển lớn chùa Từ Ân treo trên cao, nhớ tới lời nói của Viên Trầm pháp sư mới vừa rồi, trong lòng là một mảnh thanh thản, an nhiên. Nàng một lần nữa đeo màn che, chui vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy, thanh âm chuông gió dưới hiên bảo tháp phía sau dần dần biến mất. Giờ tuất bốn khắc, Đường Nguyệt đỡ Thẩm Chân xuống xe ngựa, cô nương để ý dưới chân. Lúc này, các nàng ai cũng chưa chú ý tới, chỗ ngoặt ở ngõ nhỏ Trường Viễn này còn có một người khác. Chương 46, Tâm Tình. Tháng 3 ở Trường An thỉnh thoảng mới bắt gặp ánh mặt trời rực rỡ. Lúc này, trong không khí sương mù bủ vây, mắt thấy trời sắp sửa có một trận mưa. Buổi trưa, Lục Yến cùng Chu Ngộ tác nghiệm thi xong về tới phủ Kinh Triệu. Đối với một người có thói ở sạch mà nói, nghiệm thi xác thật không phải là một công việc nhẹ nhàng, nhìn bữa cơm trưa hôm nay, hắn thế nào cũng ăn không vô. Hắn đưa tay vào thau đồng kỳ cọ tới tới lui lui, một lúc lâu sau mới hồi nội đường. Ngồi xuống, Lục Yến xoa giữa mày, uống nửa chén trà lạnh trong tay, chuẩn bị sao chép lại khẩu cung. Bên ngoài, mặt trời từ một cái cửa sổ này chạy sang một cái cửa sổ khác. Lúc hạ bút, mệt mỏi cũng dâng lên bao phủ toàn thân. Sắc trời tối sầm, tiếng gió rào rạc, giọt mưa rơi xuống trên đường, độ cao cao thấp khác nhau. Trước mắt đã tới canh giờ tan tầm. Lục Yến tháo mũ cánh chuồng xuống, khép hồ sơ, đứng dậy, rời khỏi cửa lớn phủ Kinh Triệu. Xe ngựa dừng bên cạnh tượng đá Bệ Ngạn. Khom lưng về phía trước, Dương Tông nhanh chóng mở miệng, chủ tử. Lục Yến nhíu mày, làm sao vậy? Dương Tông ho nhẹ một tiếng nói, mới vừa rồi, trưởng công chúa phái người truyền lời tới. Nói cái gì? Trong lòng Dương Tông một vạn lần không muốn truyền những lời này, nhưng lại do dự đây là lời do trưởng công chúa bên kia phân phó, bắt hắn nhất định phải đem mấy lời này một chữ cũng không được thiếu truyền cho chủ tử trước mặt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể căng da đầu nói, trưởng công chúa nói, hôm nay nếu ngài còn không trở về phủ quốc công vậy kiếp này cũng không cần trở về nữa. Tính tình như lửa của Tĩnh An trưởng công chúa Lục Yến tự nhiên biết rõ, hôm nay nếu hắn dám không quay về, ngày mai một trận lửa lớn nhất định sẽ cháy tới phủ Kinh Triệu. Suy nghĩ một lúc, đêm đó hắn liền trở về phủ quốc công. Quả nhiên, mới vừa vào tới Túc Ninh Đường đã nhìn thấy thân ảnh Tĩnh An trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngồi trước cửa trong đình của hắn chậm chậm uống trà, hiển nhiên là đang đợi hắn. Lục Yến tiếp nhận dù giấy từ trong tay Dương Tông, lập tức đi qua đó, ngồi xuống trước mặt Tĩnh An trưởng công chúa, gọi một tiếng mẫu thân. Ngón tay mảnh khảnh của Tĩnh An trưởng công chúa vuốt ve qua lại trên chén ngọc, nhấp môi buồn bã nói, con còn biết trở về nha. Lưng Lục Yến dựng thẳng, nghiêm trang nói, khiến mẫu thân lo lắng là nhi tử bất hiếu. Tiếng mưa rơi tí tách dồn dập, đập vào ngói phát ra tiếng động bột bột, bốn phía tràn ngập một tia hàn ý. A, à, trưởng công chúa khẽ cười một tiếng, không trách con, vị cô nương đầu bản bình khang phường kia câu mất hồn phách con đi rồi, không nhớ tới việc tẩn hiếu, cũng là chuyện thường tình. Khi trưởng công chúa giận đến mức tận cùng chính là lúc nói chuyện giống như kẹp dao giấu kiếm. Trong lòng Lục Yến rõ ràng, ở lâu bên ngoài, trưởng công chúa sớm muộn cũng sẽ sinh nghi, vì thế sáng sớm hắn đã đem vị Vân Chi cô nương Bình Khang phường kia ghi tạc dưới danh nghĩa mình. Tuy không tiếp khách nhưng tiền cũng chẳng thiếu một phân.
Vân Chi tự nhiên mừng vì được thanh nhàn, Tú Bà cũng giữ kín như bưng. Thấy hắn không đáp, trưởng công chúa lại nói, nàng kêu Vân Chi. Tiếng nói vừa dứt, khóe miệng Lục Yến liền hiện lên ý cười. Nhu tình tản ra quanh thân khiến người vừa thấy đã biết, chính là dáng vẻ trầm luân, khuynh đảo vì hồng nhan. Mẫu thân đi tìm nàng. Lục Yến nói. Nghe vậy, trưởng công chúa nắm chặt nắm tay, như thế nào, sợ ta làm nàng ủy khuất sao? Nương của mình, đương nhiên bản thân hiểu rõ ràng nhất. Lục Yến biết, cho dù trưởng công chúa tức giận cũng sẽ không hạ mình đi Bình Khang phường, càng sẽ không dùng uy nghiêm của trưởng công chúa đi khó xử một vị ca cơ, bà tức giận, đều là vì hắn. Trưởng công chúa cạch một tiếng đặt chén trong tay lên trên bàn đá, thanh âm cất cao, chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa nàng nhập phủ sao? Ngữ khí Lục Yến nhàn nhạt, nhi tử cũng không ngờ tới. Sắc mặt trưởng công chúa có chút khó coi, nhìn ra được bà hẳn đang rất tức giận. Bốn mắt nhìn nhau, bà lại hít sâu một hơi nói, Lục Thời Nghiên, con nên thành gia. Chung quanh mưa càng lúc càng lớn, một lát sau đều đem chuối tây diệp trong viện cọ rửa sạch sẽ. Trưởng công chúa nhìn vào mắt hắn, tiếp tục nói, tổ mẫu con vào lúc con đi Dương Châu bị bệnh, sốt cao không lùi còn nói mớ tên của con. Lão thái thái tuổi tác đã cao, lại ngày ngày kiên trì ăn chay niệm Phật, trừ bỏ ngóng trông con bình an trôi qua từng ngày, còn ngóng trông con có thể sớm ngày thành gia. Lục Yến không nói một lời, ánh mắt chuyển qua phía bãi xuân thảo đang bị mưa gió tàn phá bừa bãi. Một tướng quân hôm qua bị giải tới đại lý tự, tam hoàng tử cũng bị cấm túc, trước mắt triều đình sóng quỷ vân quyệt, việc hôn nhân của con vẫn nên sớm chút định ra cho thỏa đáng, cha con cũng có ý tứ này, Vân gia cùng Vương gia cô nương ta thấy đều không tồi, nhưng mà chọn ai rốt cuộc vẫn phải xem ý tứ con. Trưởng công chúa dừng một chút, tiếp tục nói, con cũng nên hiểu rõ thân phận, cùng trách nhiệm của mình. Hôn sự của thế tử phủ Trấn Quốc Công không cầu môn đình hiển hách, nhưng cầu cùng chung chí hướng. Đây cũng là một lý do vì sao trước đây trưởng công chúa sẽ ngầm đồng ý Mạnh gia nữ tiến vào phủ quốc công. Mạnh gia nữ cũng tốt, Vân gia, Vương gia cũng thế, gia tộc các nàng đều có chung một đặc điểm, đó là về sau chỉ đơn thuần là thần của quân. Nói trắng ra là, Tĩnh An trưởng công chúa yêu cầu hai nhà phải nhất trí về lập trường, không tham dự đảng tranh, chỉ trung với hoàng đế. Nghe mẫu thân nói, ánh mắt Lục Yến trầm xuống, theo bản năng mà xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay. Lục Thời Nghiên, dù con có thích người bên ngoài kia thì cũng chỉ có thể như vậy. Phủ Trấn Quốc Công tuyệt không cho phép con tiếp một ca cơ vào phủ, ta cũng không sẽ cho phép con dâu của ta không duyên không cớ phải chịu phần ủy khuất, nhục nhã này, Lục gia không phải loại thế gia, môn đình thấp kém như thế. Kể từ ngày mai, con trở về phủ đi, chớ có qua đêm bên ngoài nữa. Chuyện Mạnh gia nữ lần trước là nương suy nghĩ không chu toàn, lúc trước cũng không hỏi qua ý tứ con. Tháng sau phu nhân Anh Quốc Công muốn tổ chức một cuộc thi mã cầu tái, cưỡi ngựa đánh bóng, ta đã thay con đồng ý, nếu như con vội, không tới được, vậy thì còn đợt nữa vào tháng kế tiếp. Lời nói của trưởng công chúa ý tứ đã thập phần minh xác, không thích Mạnh gia nữ cũng không sao, trong kinh thành này chẳng lẽ còn thiếu quý nữ. Ngữ khí bà hùng hổ dọa người, phản phất như muốn nói cho hắn biết, năm nay, hôn sự của hắn, dù thế nào cũng phải định ra. Sắc mặt Lục Yến không đổi, nhưng tay đặt trên đầu gối đã nổi đầy gân xanh. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị mẫu thân bức hôn, nhưng lại là lần trưởng công chúa có thái độ kiên quyết nhất. Nhưng tình huống trước mắt của hắn là không có khả năng thành thân, hắn thành thân rồi nàng phải làm sao bây giờ? Mấy tháng trước hắn cứu Thẩm Chân, đơn giản là bởi vì những cảnh tượng ly kỳ lại chân thật trong mơ cùng bệnh tim vô cớ xuất hiện, đến nỗi bản thân hắn vì sao sẽ chạm vào nàng, thói hư tật xấu này của nam nhân, hắn nhận. Hắn thoải mái hào phóng thừa nhận. Mới đầu hắn chỉ nghĩ, chờ hắn tìm được biện pháp chữa trị bệnh tim này, sau sẽ đưa nàng tới Dương Châu, an trí tốt cho tỷ đệ bọn họ, sản nghiệp ở Dương Châu của hắn cũng tặng cho nàng, nàng và hắn sẽ không liên quan gì nữa. Hắn cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt nàng. Nhưng mà hiện tại thì sao? Lục Yến để tay lên ngực tự hỏi, còn có thể đưa nàng đến nơi khác sao? Thân phận bọn họ không thay đổi, Trần Nguyễn hay nàng cũng không thay đổi, là hắn thay đổi. Từ lúc hắn quyết định đưa Bạch Đạo Niên tới Đông Cung giúp thái tử trị liệu, hết thảy cũng đã thay đổi. Nếu bệnh của thái tử có thể trị khỏi, ngồi ổn vị trí ở Đông Cung kia, vậy Vân Dương Hầu ngồi tù căn bản cũng không tới 2 năm. Những chuyện đó hắn so với bất luận kẻ nào đều đã phân tích rõ ràng. Lục Yến giống như không có việc gì cười to một tiếng, sau đó lại rót cho Tĩnh An trưởng công chúa một chén trà nóng, đưa tới tay bà, mẫu thân xin bớt giận. Mi mục tinh tế của Tĩnh An trưởng công chúa nhíu lại, từng câu từng chữ nói, Lục Thời Nghiên, con cho rằng ta đang nói giỡn với con sao? Lục Yến giải thích nói, đã nhiều ngày nhi tử ngoại túc,
cũng không phải là lưu luyến câu lan ngọa xá gì. Trưởng công chúa trả lời lại một cách mỉa mai, như thế nào, hiện tại muốn lật lọng. Nhi tử chỉ sợ tổ mẫu lo lắng. Nói xong, Lục Yến cố ý khụ hai tiếng mới nói, chứng cứ một gia buôn bán tư muối, dưỡng tư binh là nhi tử từ Dương Châu mang về, trên đường hồi kinh có bị thương một chút. Giọng nói vừa dứt, chén trà trong tay Tĩnh An trưởng công chúa liền rơi trên mặt đất. Bà biết, hắn sẽ không lấy chuyện như vậy ra nói giỡn. Bị thương ở chỗ nào? Ánh mắt Tĩnh An trưởng công chúa khẽ biến, sao còn một chút dáng vẻ tức giận như muốn lật trời vừa rồi. Lục Yến chỉ phía sau, nhàn nhạt nói, hiện tại đã không đáng ngại. Nghe xong lời này, trưởng công chúa không còn tâm tư cùng hắn xả hết những lời này đó nữa, bà túm Lục Yến trở về phòng, thắp đèn lên, một hai phải xem miệng vết thương của hắn. Trưởng công chúa nhìn hai vết sẹo chói mắt kia, lập tức đỏ đôi mắt, như thế này mà còn dám nói không đáng ngại. Trước mắt vừa vặn đúng thời cơ, Lục Yến quay đầu lại nhìn trưởng công chúa nói, phủ kinh triệu gần đây nhiều việc, cuộc thi mã cầu tái kia nhi tử không đi được không? Trưởng công chúa nhìn chằm chằm cặp mắt u ám thâm thúy của hắn. Bỗng nhiên cảm thấy hắn đáng thương lại đáng giận, thương là sự thật, lợi dụng tâm đồng tình của bà cũng là sự thật. Thật sự ứng với câu nói kia của Phúc An công chúa, hài tử đều là nợ nần của cha mẹ. Trưởng công chúa thường xuyên không hiểu rõ, vì sao nhi tử từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều xuất chúng, không khiến bà phải nhọc lòng sẽ đột nhiên thay đổi tính tình. Chương 47, kịch bản. Hôm sau là ngày Lục Yến được nghỉ hưu một nên sáng sớm đã đi tới Gia An đường thỉnh An lão thái thái. Con cháu ba phòng phủ trấn quốc công tề tụ đông đủ, lão thái thái trêu đùa tằng tôn, chắc nội, trên tay, không cho Lục Yến sắc mặt tốt. Mọi người đều biết, lão thái thái đây là giận Lục Yến lâu không về nhà. Lúc này, Lục Hành lại ở một bên thêm dầu vào lửa, một ngày không thấy như cách ba thu, muội giống như đã rất nhiều năm chưa gặp tam ca nha. Lục Cấm co rút khóe miệng, nàng cảm thấy Lục Hành đúng là muốn tìm đường chết, có lẽ cuộc sống hàng ngày yên bình quá nên mới một hai phải đi rút râu hổ đây mà. Đây còn không phải là, môi mỏng của Lục Yến hơi nhấp, ánh mắt nhìn về phía Lục Hành tựa như một con dao sắc bén, mấp máy môi, chờ đó. Lục Hành bị đâm một dao không tiếng động, vội chuyển ánh mắt qua chén trà của mình, bưng lên, nhấp một ngụm. Một lát sau, Dương Tông nâng hai chiếc trương vào, đây đều là lễ vật Lục Yến mang từ Dương Châu về để tặng cho các phòng. Lục Hành vừa thấy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Lục Yến đưa họa tác của Sở Tuần tiên sinh cho đại ca Lục Diệp cùng nhị ca Lục Đình, mà đưa cho Lục Cấm là một chiếc đàn cổ loại tốt nhất, chỉ có mỗi Lục Hành là không có gì. Tổ mẫu, đây là Tôn Nhi nhớ tới niềm yêu thích của người nên mua đai buộc trán. Lục Yến nói. Tam ca ca, của muội đâu? Lục Hành chen vào nói. Lục Yến câu môi cười, thời gian gặp lại muội khác với những người khác, theo lý nên chờ hết ba thu mới đúng. Lục Cấm ở một bên che miệng cười. Lục Hành bị hắn dỗi lại, vội vàng đi qua ôm tay lão thái thái, tổ mẫu giúp con đi mà. Con chẳng qua chỉ nói tam ca có một câu, đi mà tổ mẫu. Lão thái thái rốt cuộc bị kẻ dở hơi Lục Hành chọc cười, đẩy Lục Yến một cái, biết rõ muội muội con tính tình thế nào rồi, đừng khi dễ nó nữa. Lục Yến nghe lời, đàn cổ trong tay Lục Hành cuối cùng là đổi chủ. Đã nhiều ngày trưởng công chúa vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Yến, trận đấu mã cầu tái tuy không cần đi, nhưng phủ trấn quốc công không biết từ khi nào lại thêm vài vị khách nhân tới thưởng hoa. Không có ngoại lệ, đều là cô nương 16 bích ngọc niên hoa. Lúc chạng vạng, Lục Yến cùng trưởng công chúa dùng bữa tối. Trời nắng to mấy buổi, cuối cùng cũng chờ tới một ngày đầy mây. Ngoài cửa sổ, màu mây xám xịt, có chỗ mây đen cuồn cuộn kéo đến, lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc, cuồng phong nổi lên, cạch một tiếng thổi cánh cửa sổ va vào tường tạo ra tiếng động. Trong viện, cỏ cây rào rạc lay động, ngay sau đó, từ trên trời truyền đến một tiếng ầm vang. Tay cầm đũa gỗ của Lục Yến cứng lại. Hắn nhớ lại hồi trước, cũng vào một ngày mưa, dáng vẻ co ro, đáng thương của Thẩm Chân khi nét mình ở góc giường dần dần hiện rõ. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương chỉ sợ một chút nên cũng không quá để tâm. Mãi đến ban đêm nghe nàng khóc thành tiếng, hắn mới biết nàng không phải đơn thuần là sợ ngày mưa. Phu nhân Vân Dương hầu mẫu thân của nàng, chính là vào một đêm mưa như trút như vậy đột ngột mất đi. Tháng 3 trời giông tố hay tháng 10 trời đổ tuyết, với nàng mà nói, đều không tồn tại những hồi ức tốt đẹp. Lục Yến hạ đũa, suy tư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trưởng công chúa buông thìa, đôi mắt hơi nhọn nheo lại, sao thế, con có chuyện muốn đi ra ngoài à? Lục Yến mặt không đổi sắc nói, bỗng nhiên con nhớ ra còn có công vụ trong người. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, hôm nay không phải con nghỉ hưu một sao? Công vụ gì đây? Lục Yến thở dài một hơi,
bất đắc dĩ nói, mới vừa có người tới báo, phường An Thiện ở thành phía nam bên kia có vụ thảm án, một nhà sáu khẩu đều bị giết sạch, người già và trẻ nhỏ đều bị chặt đầu, chờ lát nữa con phải cùng Ngỗ Tác đi nghiệm thi, việc này không chậm trễ được. Mặt Dương Tông tràn đầy nghi hoặc. Nhìn một cái, người này chính là Kinh Triệu Phủ Doãn, tứ phẩm quan to trong triều. Án tử đã xảy ra vào mấy hôm trước đây, thi thể cũng được nghiệm cách đây mấy ngày, hắn chẳng qua chỉ mơ hồ về thời gian, đã ngay lập tức ném động cơ ban đầu xuống dưới biển sâu, không người nhìn thấy. Trưởng công chúa nhíu mày nói, không biết là kẻ nào mà đến cả lão nhân và hài tử cũng không buông tha. Lục Yến không chút hoang mang nói, còn chưa biết được. Hắn càng tỏ ra không chút để ý, trưởng công chúa lại càng là sốt ruột, được rồi, ta cũng không giữ con ở lại chơi cờ nữa, có việc thì mau đi đi, loại người hung ác như vậy, vẫn nên nhanh chóng bắt được mới tốt. Tay Lục Yến nắm thành quyền để lên môi, ho nhẹ một tiếng, hôm nay về muộn, còn gặp đúng hôn cấm đi lại ban đêm, nhi tử chỉ có thể ngoại túc. Vừa nghe ngoại túc, trưởng công chúa thật ra hơi không tán thành, nhưng thân hắn có việc quan trọng, bà cũng không cách nào can thiệp được, chỉ ôm nhu dặn dò, thương thế của con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhớ phải cẩn thận. Lục Yến trịnh trọng nói, mẫu thân yên tâm, tối nay con sẽ ở nhà riêng. Là tòa nhà đó sao? Trưởng công chúa có chút cảm động, con của bà cũng không phải hết thuốc chữa. Lục Yến xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay, nói, Trừng Uyển. Trưởng công chúa vui mừng gật đầu, Dương Tông ở một bên thì như bị sét đánh, cứng đờ đứng im tại chỗ. Kịch bản của chủ tử nhà mình thật là uốn lượn gập ghềnh, quả thực so với Đạo Hoa Dung còn khó hơn không chỉ mấy lần. Chạng vạng, Lục Yến quang minh chính đại rời phủ quốc công, lên xe ngựa. Lúc đi vào Trừng Uyển, Thẩm Chân vừa lúc tắm gội xong. Da thịt như ngọc, quỳnh mũi ửng đỏ, thanh âm trời sinh đã có sẵn nét mềm mại, sao đại nhân lại tới lúc này? Hắn ngồi trên giường, duỗi tay vỗ xuống chỗ bên cạnh, lại đây. Thẩm Chân thành thật đi qua ngồi xuống, không lên tiếng, chỉ cúi đầu xoa tóc. Lục Yến nắm rõ nặng nhẹ nhéo cằm nàng, dường như bất mãn Thẩm Chân không đủ nhiệt tình. Tóc tiểu cô nương chưa khô, bọc nước từ ngọn tóc một giọt lại một giọt chảy lên trên má. Hắn ôm vòng qua eo nàng, lấy đi chiếc khăn trên tay nàng, thay nàng lau tóc. Dáng vẻ này của Lục Yến, nếu như bị Lục Hành thấy, Lục Hành nhất định phải móc con mắt ra, sát đi sát lại mới ấn về chỗ cũ cho mà xem. Đại nhân, ta có thể tự làm. Thẩm Chân đưa lưng về phía hắn chau mày, do dự mãi, cuối cùng vẫn đoạt lại khăn trên tay hắn. Hắn lau tóc đau muốn chết, nhưng nàng không dám nói. Đột nhiên, một đạo sấm rền đánh xuống, thân mình nàng bị dọa rung lên, cả người đều bổ nhào vào trong lòng hắn. Lục Yến vuốt ve ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, không nhịn được mà bật cười, nàng nhào vào trong ngực, thật sự là muốn mệnh hắn mà. Hắn nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi. Hắn cúi đầu xuống gặm cần cổ trắng như tuyết của nàng, hơi thở nam nhân nóng bỏng như lây nhiễm sang nàng, tay hắn chậm rãi hướng ra phía trước, cuối cùng cũng chạm được tới thứ yêu thích, nắm lấy nơi yếu ớt của nàng, ngón tay thon dài vân vê một chỗ, thông thả ung dung, nhẹ nhàng lôi kéo. Tim Thẩm Chân đập lỡ một nhịp, vội vàng khống chế hô hấp. Nam nhân cố gắng kiềm chế lực đạo hôn lên lỗ tai nàng, nói, cố ý, có phải hay không? Không thể không nói, tất cả vị trí mẫn cảm của nàng, Lục Yến đều biết rõ ràng, tỉ như vành tai, tỉ như phần cổ, thấy nàng không đáp lại, hắn lại ở trên cái cổ tuyết trắng làm ác, ấn xuống từng mạch đỏ hồng. Ta tuyệt đối không cố ý. Thần sắc trong mắt Thẩm Chân thoạt nhìn vừa vô tội lại đáng thương. Nhưng Lục Yến từ trước đến nay không có tâm đồng tình, huống chi cô nương trước lồng ngực không phải không có phản ứng nào, thân thể nàng so với đôi mắt thì thành thật hơn nhiều. Lại tỉ như mỗi lần đau khổ xin khoan dung, thật ra đều ẩn chứa một tia vui thích. Nàng không thừa nhận nhưng hắn thì hiểu rõ. Hắn lật người, chống hai tay, nhìn người dưới thân mình. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân không thể tưởng được, một khuôn mặt thanh lãnh, cao ngạo như thế, một khi nhiễm tình dục, cũng sẽ thay đổi dáng vẻ. Thêm một phân táo bạo, thêm một phân ẩn nhẫn, cũng thêm một phân nhu tình. Bên ngoài tiếng sấm lần thứ hai vang lên, mưa to tầm tã trút xuống, trên trời dưới đất, đều có người đang mây mưa thất thường. Sáng sớm hôm sau, hai người giống như cùng một lúc mở mắt ra. Chóp mũi Thẩm Chân hơi ngứa, hắt xì, một cái, rồi một cái. Có phải cảm lạnh rồi không? Lục Yến duỗi tay kéo một bên chăn, đắp lên đến bả vai nàng, tiếp tục sờ trán, lát nữa kêu Đường Nguyệt nấu cho nàng chén canh gừng, dạo này trời vẫn còn lạnh, đừng để than trong phòng bị tắt. Đại nhân. Thẩm Chân gọi hắn. Ừ. Thẩm Chân kéo một ngón tay của hắn đặt lên trên mí mắt phải của mình, đại nhân, mí mắt phải của ta nãy giờ cứ nhảy liên tục. Lục Yến nhướng mày,
không rõ ý tứ của nàng. Ngay sau đó, nàng lại kéo tay hắn đặt lên trên ngực, trong lòng ta cũng rất hốt hoảng. Lục Yến cố nín cười, gõ yêu nàng, đừng có nói có vận đen tìm tới đấy nhé. Thẩm Chân vội dùng tay phủ lên miệng hắn, lời này không thể nói bậy. Trong mắt nam nhân chứa đầy ý cười, vừa định hôn nàng, đã nghe thấy tiếng người đập cửa dồn dập. Hai người đối diện nhau, cùng nhíu mi, Đường Nguyệt cùng Mạc Nguyệt từ trước đến nay luôn tuân thủ quy củ, nếu không phải xảy ra chuyện, căn bản sẽ không gõ cửa như vậy. Sao thế? Lục Yến nói. Thế tử gia, đã xảy ra chuyện, bên ngoài có người muốn xông vào. Đường Nguyệt vội vàng nói. Là người nào? Lục Yến ngồi dậy, quay đầu lại nắm tay nhỏ của nàng, an ủi nói, không sao đâu. Nhà riêng dưới danh nghĩa phủ Trấn Quốc Công mà cũng dám xông vào, chắc là không muốn sống nữa. Giờ phút này, hắn chính là người trong lòng không hề có chút hoảng hốt, Lục đại nhân. Đường Nguyệt nói nàng là phu nhân của công bộ thị lang Lý Đệ, tỷ tỷ của Thẩm cô nương. Giọng nói vừa dứt, sợi tóc trên trán Thẩm Chân bằng mắt thường có thể thấy được dựng đứng cả lên. Một sợi, lại thêm một sợi. Chương 48, luống cuống. Bên ngoài mưa đã ngừng rơi nhưng Thẩm Chân lại có cảm giác trên đầu đều là mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm. Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ, Thẩm Chân, ngươi xong rồi, xong thật rồi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm nôn nóng, bất an của Mạc Nguyệt, phu nhân, ngài không thể đi vào. Tránh ra. Phu nhân. Đây là tiếng của trưởng tỷ. Mặt Thẩm Chân lộ vẻ kinh hoảng, suýt nữa ngã ngồi ra đất. Dục vọng cầu sinh khiến Thẩm Chân mau chóng động não, hai mắt nàng nhanh chóng nhìn quanh, đánh giá căn phòng. Vóc người hắn cao như vậy không trốn trong tủ quần áo được, phía dưới giường cũng không có chỗ trống, chỉ có thể trốn sau bình phong bằng gỗ sưa khắc sơn thủy ở góc đông nam kia. Thẩm Chân vội vàng nhặt quần áo lên nhét vào tay hắn, kéo hắn ra sau bình phong. Nàng thở hồng hộc nói, đại nhân đáp ứng ta, lát nữa cho dù xảy ra bấy cứ chuyện gì, đại nhân cũng không được đi ra. Mày Lục Yến nhăn vào một chỗ, giọng nói vững vàng, nàng có biết nàng đang làm cái gì không? Thẩm Chân hồng hốc mắt, túm góc áo hắn, nói, tất cả đều là ta sai, đại nhân, cầu xin ngài. Mặt nam nhân đã đen hoàn toàn. Nói thật ra, việc hôm nay cũng là lần đầu trong 24 năm hắn sống trên đời trải qua. Hắn thừa nhận bản thân có hơi hoảng loạn, nhưng so với Thẩm Chân chột dạ rốt cuộc vẫn không giống nhau. Trong suy nghĩ của hắn, hắn cũng không có lỗi gì với Thẩm gia, cho dù trưởng tỷ nàng tới, thì có thể thế nào? Đến nỗi bắt hắn phải trốn đi. Chỉ là nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Chân, cuối cùng hắn chẳng thể nói nên lời làm khó nàng. Tự nàng ứng phó được chứ? Lục Yến nói. Thẩm Chân gật đầu, có thể, đại nhân yên tâm. Khi Thẩm Nhiễm đẩy cửa ra, Thẩm Chân đã ngồi lại trên giường, cũng không biết có phải vì quá mức chột dạ hay không, còn chưa đối diện với người tới, nàng đã không ngừng ho khan. Dung mạo của nữ nhi Thẩm gia có thể nói là được trời ưu ái, đi đến nơi nào cũng giống như tỏa sáng chỗ đó, khiến người vừa thấy là liên tưởng tới hàng mai nở rộ ở Đông Lệ, không rời mắt được. Nếu nói Bích Ngọc Niên Hoa Thẩm Chân làm người vừa thấy thì tâm rung động, đóa hoa đã nở rộ là Thẩm Nhiễm lại có điểm câu hồn nhiếp phách, búi tóc phụ nhân, gương mặt phù dung, eo tựa dương liễu, kinh hồng ảnh. Cùng một mẫu thân nên sinh ra tỷ muội cũng có ngũ quan tương tự, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bảy phần tương tự, ba phần khác biệt, mà ba phần này trong đó hai phần, đại khái là nằm ở khí chất. Một người tựa mặt trời rực rỡ, một người lại tựa thanh tuyền êm ả. Thẩm Nhiễm từng bước đi tới bên cạnh nàng, nắm chặt nắm tay nói, Thẩm Chân, muội giải thích cho ta, sao muội lại xuất hiện ở chỗ này hả? Thẩm Chân nào dám ngẩng đầu, nàng vốn không biết nói dối, càng không dám nói dối ở trước mặt trưởng tỷ. Đại tỷ, muội không thể nói. Nàng thấp giọng nói. Tay Thẩm Chân đặt ở trên đầu gối dần dần nắm chặt, ai cũng có thể nhìn ra được nàng đang cực kỳ khẩn trương. Thẩm Nhiễm nhìn dáng vẻ nàng như vậy, trái tim phản phất như bị vạn trùng gặm cắn, không thể hô hấp. Ngày 7 tháng 3 là ngày giỗ của mẫu thân. Sáng sớm nàng đi lên chùa Đại Từ dân hương cầu phúc. Ngày ấy rất ít người, nàng quỳ trên đệm hương bồ thật lâu, tụng kinh rồi còn bái lạy tượng Phật Văn Thù Bồ Tát. Cầu Phật Tổ phù hộ nàng có thể sớm ngày gặp lại Chân Nhi cùng Hoàng Nhi. Có lẽ Phật Tổ thật sự nghe thấy được lời khẩn cầu của nàng. Vừa rời khỏi chủ điện, nàng chợt nghe thấy tiếng chuông gió kêu, theo bản năng nhìn về phía tháp Long Diệp, nơi đó có một vị cô nương duyên dáng yêu kiều đang đứng. Tuy nàng ta mang theo mũ có rèm, nhưng bóng dáng kia, cùng tư thế nâng váy khi lên đài giống như muốn nói cho nàng biết, ngày 7 tháng 3 có thể xuất hiện tại đây, chắc chắn là Thẩm Chân.
Đúng lúc nàng muốn mở miệng gọi nàng ấy, lại phát hiện nàng kia đi vào một gian phòng cho khách. Căn phòng cho khách đó không phải nơi người bình thường có thể đi vào, hay là nói, không phải nơi mà hiện giờ nữ nhi Thẩm gia có thể đi vào. Nàng nghi ngờ đứng trước cửa phòng cho khách, nhìn xung quanh, lại bị người tăng tiếp khách ngăn ở bên ngoài, rơi vào đường cùng, nàng đành phải giả bộ dáng vẻ vô lý đoạt đi tờ công đức trong tay người tăng tiếp khách. Cùng một nét chữ, 60 lượng, không có tên. Tuy không có tên, nhưng chữ viết của muội muội nhà mình sao nàng có thể nhìn không ra. Vì thế, nàng một đường đi theo phía sau, theo người đi tới Trường Uyển. Lý gia không yên ổn, nàng không dám dùng bất kỳ thủ đoạn gì đi điều tra cái sân viện này, đành phải nhân lúc lên phố đặt mua hàng hóa, tranh thủ đi tới đây. Liên tục mấy ngày, nơi này đều u tĩnh không tiếng động, căn bản không giống nơi có người ở, thẳng đến hôm qua, có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới rồi dừng lại trước cửa Trường Uyển. Ngay sau đó, nàng thế nhưng nhìn thấy một nam nhân, không lưng từ trên xe ngựa xuống, mở một chiếc dù giấy ra, đi vào. Bên ngoài mưa rơi tí tách không ngừng. Cho đến khi tiếng trống cấm đi lại ban đêm vang lên, nam nhân kia vẫn không rời đi. Một nam nhân, và một biệt quyển cất giấu nữ nhân suốt một đêm dài, điều này có ý nghĩa gì, Thẩm Nhiễm không cách nào giả ngu không hiểu. Lúc này nàng mới bừng tỉnh minh bạch, vì sao toàn bộ Trường An, không ai tìm thấy con bé. Con bé được coi như Ngọc Châu mà chăm sóc, nuôi lớn, tam muội muội, thế mà lại làm ngoại thất cho người ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Nhiễm run giọng nói, Thẩm Chân, viện này là danh nghĩa của ai? Giọng nói vừa dứt, Thẩm Chân bỗng dưng ngẩng đầu lên, đại tỷ, tỷ đừng hỏi nữa có được không? Cho Chân Nhi thời gian, Chân Nhi về sau chắc chắn sẽ nói hết sự thật cho tỷ. Nhưng mà trong nháy mắt Thẩm Chân ngẩng đầu, Thẩm Nhiễm đã thấy được một vệt đỏ trên cổ nàng. Thấy dấu vết nam nữ hoang ái này làm nàng như bị vạn tiễn xuyên tâm. Đêm qua, hắn qua đêm ở chỗ này. Thẩm Chân không nói gì. Số tiền trả cho trưởng quầy chỗ Kim Thị là hắn trả cho muội. Nhìn biểu tình cam chịu của Thẩm Chân, cây đau lạnh như băng cắm ở ngực Thẩm Nhiễm càng cắm sâu hơn. Thẩm Chân trầm mặc một lúc rồi chậm rãi mở miệng, đại tỷ, chàng không chỉ đối với muội rất tốt, còn đưa Thẩm Hoàng đến Dương Châu, bái Sở Tuần tiên sinh làm thầy, còn có An Ma Ma cùng Thanh Khê đều ở đó. Đằng sau bình phong, hầu kết nam nhân khẽ nhúc nhích. Hóa ra, đây là điểm tốt của hắn trong mắt nàng sao? Thẩm Nhiễm cúi đầu nhìn Thẩm Chân, nước mắt ở khóe mắt không thể kiềm chế mà chảy xuống. Mỗi một chữ con bé nói, đều như đâm vào ngực nàng. Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Thẩm Chân, đột nhiên khàn cả giọng nói, tốt cái gì? Thế này thì tính là tốt cái gì hả? Hắn dưỡng muội như ngoại thất nên biết nói tốt cho người ta rồi sao? Thẩm Chân, ai cho phép muội, ai cho phép muội vì Thẩm Hoàng giày xéo chính bản thân mình? Muội mới 17 tuổi, muội còn chưa xuất giá, về sau phải làm sao bây giờ? Muội bảo ta phải đối mặt với phụ thân mẫu thân thế nào đây? Muội bảo tỷ tỷ là ta phải làm sao bây giờ? Nói xong lời này, Thẩm Nhiễm đã khóc không thành tiếng. Nghe xong những lời này, thần sắc nam nhân ở phía sau bình phong đã đen nhánh như hồ sâu. Ngoại thất, gã chồng, giày xéo. Hắn thừa nhận, lời của Thẩm Nhiễm, hắn một chữ cũng nghe không được. Thẩm Chân một bên rơi nước mắt, một bên nức nở nói, đại tỷ, đừng giận muội, được không? Nghe ngữ khí bi ai như vậy, cho dù Lục Yến có muốn tôn trọng ý kiến của nàng, cũng không nhìn nổi nữa. Lục Yến nhìn bình phong bằng gỗ xưa khắc sơn thủy trước mắt, cười tự dẻo, phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài. Thẩm đại cô nương. Lục Yến trầm giọng nói. Thẩm Chân cả người ngơ ngẩn, thấp giọng nói, đại nhân, ngài ra đây làm gì? Hốc mắt Thẩm Nhiễm đỏ bừng nhìn nam nhân trước mặt, hô hấp cứng lại. Thế tử gia phủ Trấn Quốc Công, con trai độc nhất của Tỉnh An trưởng công chúa, trên dưới kinh thành có người nào mà không quen biết hắn? Thẩm Nhiễm nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng tượng được, người đó lại là hắn. Danh tiếng của Lục Yến ở trên triều đình không thể nói không vang dội, thiên chi kiêu tử, thanh lãnh cao ngạo, 21 đã là tứ phẩm quan to. Giống như Thẩm Chân như vậy, cô nương tựa như Thanh Tuyền nhìn lên là thấy đấy, rơi vào tay người có lòng dạ thâm sâu, chỉ có thể bị hắn tùy ý xoa nắng. Sao có nửa phần sức lực mà đánh trả đây? Lục Yến đi qua, vài bước này thật sự là những bước đi nặng nề nhất trong đời hắn. Hắn nhìn Thẩm Nhiễm có gương mặt 7 phần tương tự với Thẩm Chân, lại nhìn hai mắt đẫm lệ của Thẩm Chân, bỗng nhiên cảm nhận được tư vị da đầu tê dại. Hắn đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, vươn tay giúp Thẩm Chân lau nước mắt, ngoan, đừng khóc. Nhưng ngón cái hắn mới chạm một chút, nước mắt nàng càng rơi xuống nhiều hơn. Vô thanh vô tức mà rơi vào trong lòng hắn, làm tim hắn đau nhói. Lục Yến xoa ngực, thở dài một hơi,
quay đầu lại nói với Thẩm Nhiễm, Thẩm đại cô nương muốn nói gì, nói với ta là được. Thẩm Nhiễm nhìn hắn, gằn từng chữ, Thế tử gia dưỡng tam muội ta ở chỗ này, Tĩnh An trưởng công chúa có biết không? Không biết. Lục Yến nhìn thẳng Thẩm Nhiễm. Thẩm Nhiễm cắn răng nói, gia muội làm việc thiếu thỏa đáng, không ngờ lại dám trêu chọc thế tử, ta là đại tỷ thay muội ấy hướng ngài bồi tội. Không phải nàng trêu chọc ta. Lục Yến biết nàng ta muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang, là nàng không có sự lựa chọn khác. Chương 49, làm thiếp. Nước mắt Thẩm Chân giống như chuỗi hạt châu bị đứt, từng hạt rơi xuống, muốn ngăn cũng không được, thủy quang trong vắt, ánh mắt chứa đầy áy náy. Lục Yến yên lặng giúp nàng lau nước mắt. Đừng khóc nữa, hửng. Hắn lại nói một lần nữa. Thẩm Chân biết hắn cực kỳ chán ghét thấy nàng khóc, không muốn hắn làm trò dạy dỗ nàng trước mặt trưởng tỷ, nàng đành cố nén, thanh âm nức nở dần ngừng lại. Thẩm Nhiễm nhìn một màn trước mắt, chỉ có thể kêu khổ. Động tác nam nhân nhu tình, nàng lại nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Chân, biết ngay con bé sợ hắn, thậm chí có thể nói là rất sợ. Còn vì sao lại sợ, Thẩm Nhiễm đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Yến thấy nàng không khóc nữa, kêu Mặc Nguyệt pha trà đưa đến tây sương phòng. Hắn quay đầu, nói với Thẩm Nhiễm, Thẩm đại cô nương tới cũng tới rồi, cùng nhau uống chén trà đi. Vừa nghe lời này, tay Thẩm Chân liền túm chặt cổ tay áo hắn, đại nhân, Lục Yến thấy đôi mắt nàng chứa đầy lo sợ bất an, không khỏi thở dài. Đây là thân tỷ tỷ của nàng, ta còn có thể làm gì người ta chứ? Hắn nhéo tay nàng, ý tứ bảo nàng đừng nghĩ nhiều. Có thể tránh mặt Thẩm Chân, đơn độc nói chuyện, Thẩm Nhiễm tự nhiên là cầu mà không được. Lát sau, hai người ngồi đối diện nhau ở tây sương phòng. Lục Yến trầm giọng nói, Lý Phủ gần đây sự tình phức tạp, thật sự làm khó Thẩm đại cô nương trăm bề vội vàng còn phải chạy sang bên này một chuyến. Hắn vừa mở miệng đã áp người tới không thở nổi. Ý tứ trong lời nói Lục Yến Thẩm Nhiễm đều minh bạch. Hắn một là nói nàng không nên vô cớ tìm tới, hai là châm chọc nàng chẳng qua là Bồ Tát bùng qua sông, tự thân cũng khó bảo toàn. Thẩm Nhiễm nhìn nam nhân trước mặt, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Tam Lang Lục gia không phải là quan to hiển quý bình thường trong kinh thành, với thân phận của hắn, dù phụ thân không vào tù, Vân Dương Hầu Phủ vẫn còn, Thẩm gia cũng không thể chống lại, huống chi là hiện tại. Thẩm Nhiễm không khỏi cười khổ trong lòng. Hôm nay đã định sẵn không phải là một cuộc đàm phán công bằng, nàng đến ngay cả lợi thế cơ bản cũng chẳng có. Dù cho giờ khắc này Thẩm Nhiễm hận không thể tưởng hất đổ cái bàn trước mặt, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, rốt cuộc, thân muội muội của nàng còn ở trong tay đối phương. Thẩm Nhiễm lấy lại bình tĩnh, nắm chặt nắm tay xin lỗi, hôm nay không mời tự đến, là ta không phải, nhưng gia muội ta ở đây, mong thế tử gia thông cảm. Lục Yến bưng ấm trà ở một bên lên, rót cho Thẩm Nhiễm một ly trà, ta có thể lý giải. Thẩm Nhiễm nắm ly, muôn vàng suy nghĩ. Nàng vừa tính toán trong lòng lời nói hắn có khả năng sẽ nói với mình, vừa tự hỏi bản thân nên ứng đối thế nào. Đúng lúc này, chợt nghe Lục Yến mở miệng, ngày 9 tháng 10 ngày ấy, nàng vốn dự tính mang theo Thẩm Hoàng rời khỏi Trường An, là ta ở cửa thành ngăn cản nàng, đồng thời sử dụng công văn giả mạo trên người kia, uy hiếp nàng. Lời này giải thích vì sao Thẩm Chân sẽ xuất hiện ở nơi này của hắn. Trong lòng Thẩm Nhiễm trầm xuống, lúc này mới nghĩ tới một thân phận khác của hắn. Đúng vậy, hắn không chỉ là thế tử gia phủ trấn quốc công mà còn là thiếu doãn phủ kinh triệu. Giả mạo công văn, chạy án, tự mình phóng hỏa, động tới cái nào đều là trọng tội triều đình. Một khi Thẩm Chân bị nha môn bắt được, dựa theo tấn luật, nha môn có quyền thi hành trọng hình, bức nàng nói ra công văn giả mạo kia từ đâu tới. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Chân Nhi vì sao làm ngoại thất cho hắn. Hốc mắt Thẩm Nhiễm ửng đỏ, nhìn thẳng hắn, nói, Lục đại nhân, công văn kia là ta làm, hỏa cũng là ta phóng, không liên quan tới con bé. Ta biết. Lục Yến ngắt lời nàng ta, tiếp tục nói, những công văn đó cô từ chỗ nào có được, ta lại càng rõ ràng. Thần sắc Thẩm Nhiễm cứng lại. Không thể không nói, cùng nam nhân quyền cao chức trọng nói chuyện, thật sự khiến người hít thở không thông. Ngữ khí hắn không nhanh không chậm, nhưng mỗi một câu nói ra ngoài miệng giống như đã được chuẩn bị từ trước, bức người ta liên tiếp lui bại. Quả thật, ta cũng không có ý muốn lôi chuyện cũ ra. Lục Yến xoa nhẹ ngực nói. Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Nhiễm cuối cùng mới ngẩng đầu nói, Lục đại nhân thay Thẩm gia trả nợ, số tiền kia chắc chắn ta sẽ đủ số dâng lên. Lục Yến không đáp, hắn nhìn Thẩm Nhiễm, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, nếu ngày 9 tháng 10 hôm ấy nàng rời khỏi Trường An, Thẩm đại cô nương có từng nghĩ tới, một tiểu cô nương như nàng, còn mang theo Thẩm Hoàng sẽ phải sống thế nào bên ngoài không? Thẩm Nhiễm trầm mặt.
Sau khi Phủ Vân Dương Hầu bị xét nhà, Lý Gia chớp mắt cùng nàng lật mặt, bà mẫu nắm chặt đại bộ phận của hồi môn của nàng trong tay. Ngay sau đó, không biết mối nợ sinh ra từ đâu lại tới đòi, thời gian quá ngắn, nàng căn bản không kịp có chuẩn bị, chỉ có thể trước đưa Thẩm Chân đi trốn, ngày sau lại tính toán tiếp. Lục Yến uống một ngụm trà, nói cô không bảo hộ được nàng. Thẩm Nhiễm xem như minh bạch, cho dù hắn nói cái gì, dù hắn vòng vo nhiều lời đi nữa, ý hắn chỉ có một, Thẩm Chân ở chỗ này của hắn mới là an toàn nhất. Nhưng mà nhìn từ góc độ của Thẩm Nhiễm, Lục Yến hắn cùng với các loại hổ báo xài lang khác thì có gì bất đồng. Thẩm Nhiễm không cùng hắn vòng vo, trực tiếp nhìn thẳng hắn nói, trong miệng Lục đại nhân luôn nói là che chở con bé, vậy rốt cuộc là muốn Chân Nhi vẫn luôn làm ngoại thất của ngài, hay là chờ một ngày kia, tâm tình ngài tốt thì đón con bé nhập phủ Trấn Quốc Công làm một cái thiếp thất. Thẩm đại cô nương. Trong lòng Lục Yến căng thẳng, xoay chuyển những ban chỉ trên tay, trầm giọng nói, ta chưa từng nghĩ tới chuyện nạp nàng làm thiếp. Vậy là chuẩn bị vẫn luôn dưỡng như ngoại thất sao? Phải rồi, ngoại thất cũng tốt, không có người biết, hắn vẫn như cũ là thế tử gia phong quan lỗi lạc. Thẩm Nhiễm cười nhạo. Quả nhiên, nam nhân khắp thiên hạ đều vô sĩ như nhau. Nàng chịu đựng xúc động muốn ném chén trà trên bàn vào mặt hắn, gằn từng chữ, Thẩm gia và Trấn Quốc Công phủ tuy không có giao tình, nhưng xưa nay cũng không thù không oán. Tại sao thế tử cứ cố tình? Lục Yến biết cùng nàng ta nhiều lời vô ích, chỉ có thể bình tĩnh nói, án tham ô của thứ sử Dương Châu liên lụy tới Mục gia và Tam hoàng tử, đại lý tự tuy không công khai thẩm tra xử lý, nhưng Mục gia trận này đã gặp họa lật úp, khó mà tránh khỏi. Thẩm Nhiễm sửng sốt, nàng không rõ, chuyện quan trọng như vậy, tại sao hắn sẽ nói với nàng? Mục gia sụp đổ, thánh nhân lại rửa sạch Kim Ngô vệ canh giữ trước cửa Đông cung, trước mắt, đại phu chữa bệnh cho thái tử điện hạ là người ta đưa từ Dương Châu tới. Y thuật người này cực cao, cũng được tính là thần y. Mục gia đổ, Đông cung được lợi. Thái tử ngồi ổn vị trí trữ quân có ý nghĩa gì, Thẩm Nhiễm tự nhiên hiểu rõ. Nàng càng nghe, trong lòng càng sợ, Lục đại nhân nói với ta những điều này rốt cuộc là có ý gì. Lục Yến nâng ly, nhấp một ngụm, tay run khẽ, lại đặt ly lên bàn. Phong Đạm Vân Kinh nói, nếu ta muốn dưỡng ngoại thất, sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy. Chỉ một ngoại thất, hắn còn không dưỡng nổi sao? Thanh âm hắn vừa dứt, một ý tưởng quỷ dị chợt xẹt qua trong đầu Thẩm Nhiễm. Ly trong tay nàng choang một tiếng, rơi trên mặt đất vỡ nát, chẳng lẽ thế tử là muốn? Lục Yến nhìn chằm chằm ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Thẩm Nhiễm, sắc mặt không thay đổi nói, đúng vậy. Thẩm Nhiễm bỗng nhiên đứng lên nói, Lục đại nhân chớ có nói giỡn, chủ ý này của ngài phủ Trấn Quốc Công sẽ không đồng ý, Tĩnh An trưởng công chúa cũng sẽ không đồng ý. Có lẽ Lục Yến cũng cảm thấy ý tưởng này của hắn quá mức hoang đường, Thẩm Nhiễm căn bản sẽ không tin. Hai người, ai cũng không đề cập đến từ kia. Tiễn Thẩm Nhiễm đi rồi, Lục Yến về tới Lan Nguyệt Các, vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy động tác tiểu cô nương trộn lau nước mắt. Lục Yến cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, mới vừa nãy ở Tây Sương phòng, ngực hắn vẫn luôn đau xót nên biết chắc nàng đang khóc trong phòng đây mà. Thấy hắn đi vào, Thẩm Chân vội vàng đứng dậy nói, đại nhân, đại tỷ của ta đâu? Về rồi. Lục Yến nói. Thẩm Chân cắn môi, đại nhân và tỷ tỷ của ta nói những gì vậy? Nghe ngữ khí nàng phòng bị. Sắc mặt Lục Yến trầm xuống, giơ tay bắn nhẹ lên cái trán nàng, giữa trán Thẩm Chân lập tức xuất hiện một vết đỏ. Thế nào, sợ đại tỷ của nàng ở chỗ ta bị ủy khuất sao? Trong lòng Thẩm Chân tuy nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không dám đáp thế, nhỏ giọng nói, đại nhân sẽ không. Nghe vậy, Lục Yến cúi đầu cười như không cười nhìn nàng, từ khi nào nàng đã hiểu biết ta như vậy? Thẩm Chân nghẹn họng, không đáp lại hắn. Nhưng mà xem vẻ mặt của hắn, nàng cũng mơ hồ đoán được, hắn hẳn sẽ không khó xử trưởng tỷ. Chỉ là Thẩm Chân vĩnh viễn không đoán được, vừa rồi hắn dùng không ít thủ đoạn đâu. Hắn ngồi xuống, đầu tiên là chỉ trích Thẩm Nhiễm không nên tùy ý xông vào Trường Uyển, sau đó lại nói tới công văn giả mạo, chứng cứ phạm tội, ra oai phủ đầu, cuối cùng lại thi lấy ân huệ. Trong nháy mắt, hắn từ hạng người bụng dạ khó lường biến thành Lục đại nhân chính nghĩa lẫm liệt. Ai cũng không biết, ngay lúc Thẩm Nhiễm lớn tiếng chất vấn hắn có phải muốn đón Thẩm Chân vào cửa làm thiếp thất hay không, tay hắn đặt trên đầu gối đã nổi đầy gân xanh, run nhẹ nhẹ, tâm thần hoảng hốt, vô cùng luống cuống. Lời Thẩm Nhiễm nói giống như một thanh kiếm, đem bình tĩnh của hắn chém thành hai nửa, biến thành một cái cửa phân nhánh, cũng không biết sẽ thông tới con đường nào. Cơ hồ là buộc hắn, bắt hắn phải đối mặt với vấn đề bản thân chưa từng nghĩ tới. Lục thời niên, ngươi đến tột cùng là muốn để nàng làm thiếp hay là làm thê? Chương 50, chân tướng. Thẩm Nhiễm vừa ra Trường Uyển,
chớp mắt một cái, bên ngoài thế nhưng đã rơi xuống từng hạt mưa, trên đường Trường An mờ mờ tựa như ảo mộng. Thanh Lệ giơ một chiếc dù giấy lên che trên đầu Thẩm Nhiễm, cô nương gặp được người chưa ạ? Thẩm Nhiễm gật đầu, gặp được rồi, đi thôi. Về Lý Phủ, nàng ngồi trên ghế gỗ tử đàn hồi tưởng lại những lời nói của Lục Yến, cũng không biết mất bao lâu, khóe miệng Thẩm Nhiễm bỗng câu lên một nét cười khổ, một tia cười khổ nhận mệnh. Quả thực là một nam nhân cao minh. Gió nhẹ phất qua, nàng nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi. Thần sắc nam nhân trầm tĩnh, ngữ khí chắc chắn, phản phất mang theo một ma lực tự nhiên mê hoặc lòng người khiến người ta không kìm được đi theo lối suy nghĩ của hắn mà đồn đoán. Lời hắn nói sẽ làm ngươi sinh ra vô tận mơ màng, làm ngươi nghĩ rằng hắn làm hết thảy đều là vì Thẩm Chân. Nhưng mà thực tế thì sao? Hắn thật ra cái gì cũng chưa nói. Cẩn thận nghĩ lại thấy cũng phải thôi, thế tử gia phủ Trấn Quốc Công sao có thể vì nữ nhi của một tội thần mà tham dự đảng tranh? Giúp Đông Cung tìm y, chẳng qua là vì thánh nhân muốn nâng đỡ thái tử thôi. Tất cả những điều hắn làm, nếu dùng bốn chữ để khái quát, vậy chính là thuận thế mà làm. Hai tay Thẩm Nhiễm gắt gao nắm chặt, với tính tình kia của Thẩm Chân, làm ngoại thất cho hắn có khác gì dê vào miệng cọp đâu. Nhưng nàng có tư cách gì đi trách cứ Lục Yến chứ? Y lập trường của hắn, thuận thế mà làm không sai, ngay cả lời cuối cùng hắn nói với nàng cũng không sai, Thẩm Chân nếu rơi vào tay người khác, chỉ sợ tình huống còn chẳng tốt bằng hiện tại. Thẩm Nhiễm cười tự giễu. Rất nhiều chuyện, từ lúc bắt đầu, đều là nàng sai. Màn đêm buông xuống, Thanh Lệ bưng một chậu nước đi đến, cô nương, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, cô gia hôm nay hẳn là không trở về. Thẩm Nhiễm từ một tiếng nói, hầu hạ ta thay quần áo đi. Thẩm Nhiễm cởi ra áo choàng ngắn bên ngoài. Nhìn vào cánh tay đầy vệt xanh tím của mình, suy nghĩ xuất thần, đây là dấu vết nam nhân kia lưu lại trên người nàng. Hắn đã động thủ như thế, sao còn có thể về nhà? Thẩm Nhiễm vén tóc ra sau tai, nhìn ánh nến trong nhà lay động không tắt, nhớ lại 5 năm trước. Năm ấy nàng gặp gỡ hắn, cũng chỉ là tiểu cô nương mới 16. Đó là một ngày mùa hè, nàng cùng vài vị tỷ muội đi bộ ven hồ Thư Mịch Các ngắm hoa, có lẽ là trời vừa mới mưa xong, phiến đá xanh được rửa trôi sạch sẽ, nàng không cẩn thận một cái liền ngã thẳng vào trong hồ. Nàng hít thở khiến nước hồ chui vào trong, bị sặc. Chỉ nghe bùng một tiếng, có người nhảy xuống. Dưới ánh nhìn của một đám người, nàng bị Lý Đệ ôm lên. Chuyện kế tiếp, hẳn là kẻ ngốc cũng đoán được, Lý Đệ tới phủ Vân Dương Hầu cầu hôn. Thẩm Nhiễm căn bản không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, ngày ấy bốn phía Thư Mịch Các đều là nữ quyến, tự nhiên nhảy đâu ra một vị thư sinh nghèo ngay trong lúc hiểm nguy. Ngâm thơ ngắm hoa, cứu nàng rơi xuống nước, sau đó nháo đến cả thành đều biết. Nghĩ nàng ngốc sao? Vân Dương Hầu phái người điều tra hắn, nhưng tin tức truyền lại đều chứng minh hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo từ Kinh Châu tới Kinh đi thi, không có chỗ dựa. Mặc dù như vậy, Thẩm Nhiễm cũng không muốn gả cho hắn. Nàng từng tuyên bố, tình nguyện xuất gia cũng không vào Lý Phủ. Nhưng Lý Đệ lại không chịu bỏ qua. Hắn thế nhưng dùng suốt một năm thời gian cầu thú Thẩm Nhiễm. Tiết hoa đăng ngày ấy, Thẩm Nhiễm mang theo hai muội muội dạo phố, lúc nàng nhìn thấy trải dài trên đường Trường An, nổi trên mặt hồ là chiếc đèn có viết chữ Nhiễm, rốt cuộc không thể kiềm chế mà đỏ mặt. Thẩm Nhiễm, làm thê tử của Lý Đệ ta, cuộc đời này Lý Đệ quyết không phụ nàng. Cũng không biết năm đó là Thẩm Nhiễm quá ngốc, hay là Lý Đệ người này quá mức gian trá. Hắn nói như vậy, nàng lại thật sự tin vậy. Lý Đệ đỗ cao trung tiến sĩ năm ấy, Thẩm Nhiễm vừa vặn 17. Lúc kiệu hoa Lý gia dừng trước cửa son của phủ Vân Dương Hầu, phần lớn người đều tấm tắc thở dài, nói Thẩm gia đại cô nương đây là gã thấp. Lúc ấy, Mũ Phượng Khăn Hỉ quàng vai nàng, trong mắt nàng lại không để ý tới môn đăng hộ đối, dòng dõi chênh lệch, nàng khờ dại nghĩ, nhân sinh cam khổ cần tự biết, hắn đối với nàng tốt, đây mới là điều đáng quý hơn cả. 4 năm tiếp đó, Lý Đệ thật sự không làm nàng thất vọng. Lý Đệ tuy xuất thân nhà nghèo, nhưng dáng vẻ không thua người khác, đảm đương nổi bốn chữ Ngọc Thụ Lâm Phong. Lại thêm hắn đối tốt với Thẩm Nhiễm như không hề có điểm giới hạn, khiến không ít quý nữ Trường An nổi lên tâm tư gả thấp. Thẩm Nhiễm, nàng gả cho ta, thật sự làm nàng phải chịu ủy khuất. Nàng xấu hổ cái gì? Ta chỉ muốn luôn đối tốt với nàng, như vậy mới không làm nàng hối hận đã gả thấp cho ta. Đã từng, mỗi khi nghe hắn nói như vậy, nàng đều sẽ che miệng hắn lại. Một nam nhân vì nàng trắng đêm đọc sách, sao có thể không có lòng tự trọng. Sau đó, hai chữ gả thấp đó, nàng không để hắn nhắc lại nữa. Chuyện xưa như mây khói, gió thổi qua liền tan. Nay Thẩm Nhiễm 21 tuổi quay đầu lại nhìn chính mình năm 17 tuổi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ,
không biết nhìn người, tự lĩnh hậu quả. Hắn coi nàng như châu ngọc mà phụng suốt 4 năm, kết quả chính là hoạn nạn nâng đỡ là giả, lòng muôn dạ thú mới là thật. Trong mắt hắn, căn bản chưa từng có tình yêu, Thẩm Nhiễm nàng đối với hắn chỉ như diều gặp gió, là một cái thang mây. Những bí mật trầm sâu dưới biển kia đều ở một khắc Thẩm gia ngã xuống rồi lên mặt nước. Nguyên Khánh năm thứ 15, ngày 10 tháng 9, đây là ngày thứ 7 Vân Dương Hầu vào ngục. Thẩm Nhiễm nhìn thư tín trên mặt bàn, vô cùng nôn nóng. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, nghĩ nên làm thế nào mới có thể đưa tin đến biên quan. Đúng lúc này, Lý Đệ hồi phủ, đi đến bên người nàng, cầm lấy thư tín nói, đây là gửi cho ai? Trường Bình Hầu Tô Liêm. Tô gia và Thẩm gia chính là thế giao, đừng nhìn Tô Liêm là quan võ, Thẩm Văn Kỳ là quan văn, hai người này thật ra lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tô gia là hy vọng cuối cùng của Thẩm Nhiễm. Trường Bình Hầu. Lý Đệ nhíu mày, ta có một chuyện vẫn chưa nói với phu nhân. Chuyện gì vậy? Thẩm Nhiễm nói. Ngày trăng đầu tháng, Trường Bình Hầu tự mình mang binh chinh chiến Cao Lệ, kết quả trúng phải địch nhân mai phục. Thẩm Nhiễm đại kinh thất sắc, bại sao? Vậy Tô tướng quân bây giờ thế nào? Lý Đệ lắc đầu, thánh nhân đã truy phong, phu nhân nén bi thương. Hốc mắt Thẩm Nhiễm đỏ hồng, tại sao lại như vậy? Lý Đệ nắm tin trong tay, trầm giọng nói, ta nghe nói thế tử Trường Bình Hầu Tô Hành lập tức muốn theo thúc phụ xuất chinh, phu nhân muốn đưa tin, đêm nay phải đi ngay, bằng không sẽ không tới kịp. Đi, bây giờ chúng ta sẽ tới trạm dịch. Lý Đệ lại nói. Thẩm Nhiễm nói, không được, người ở trạm dịch ta không tin được, có lẽ tin này không đến nửa đường đã bị người chặn. Đôi mắt Lý Đệ nhíu lại, trả lời, vậy không bằng phu nhân đưa tin cho ta, ta có thể nhờ người chuyển hộ. Thẩm Nhiễm nói, phu quân muốn tìm ai đưa đi? Lý Đệ nghiêm túc nói, ta nhận biết một ít giang hồ nhân sĩ, bọn họ từ trước đến nay chỉ lấy tiền làm việc, cũng coi như đáng tin cậy. Thẩm Nhiễm gật đầu. Vẫn chưa nghĩ nhiều, liền đem lá thư kia giao cho hắn. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Một đợt còn chưa kịp lắng xuống, một đợt khác lại xuất hiện. Ngày 15 tháng 9, trưởng quầy Kim Thị đột nhiên lấy ra một trương giấy tờ có chứa con dấu chứng từ của Thẩm gia, trên giấy viết rõ số tiền nợ, 8.000 lượng. Thẩm Nhiễm hít một ngụm khí lạnh. 8.000 lượng. Số tiền này, biết trả thế nào? Đêm hôm ấy, nàng phòng không gối chiếc. Mãi đến hừng đông, Lý Đệ mới lảo đảo lắc lư trở lại. Thẩm Nhiễm tiến lên một bước, đỡ hắn, trung giọng nói, hôm qua phu quân đi đâu? Lý Đệ nương cảm giác say nói, Thẩm Nhiễm, ngươi không nên quản ta, cũng đừng quản ta. Hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng. Sắc mặt Thẩm Nhiễm khẽ biến, trong đầu hiện lên một ý nghĩ đến chính nàng cũng không dám tin tưởng. Nhưng hắn gần đây đêm không về ngủ, đã không phải lần đầu. Thẩm Nhiễm thẳng lưng, nhìn hắn, gằn từng chữ, chàng đi đâu? Thẩm Nhiễm, ta cực kỳ hận dáng vẻ cao cao tại thượng này của ngươi. Hắn giơ tay nắm cầm nàng, lúc ngươi cùng ta hoàn hảo chính là dáng vẻ này, lúc ấy ta suy nghĩ, Thẩm đại cô nương đây là bố thí hay sao? Rốt cuộc làm phu thê 4 năm ân ái, dù Thẩm Nhiễm phẫn nộ, vẫn xem những lời này của hắn thành lời nói khi say. Thẩm Nhiễm đẩy ra đôi tay như gông cùng xiềng xích đang giữ nàng, nói, không phải chàng không uống rượu sao? Lý Đệ, chàng mượn rượu giả điên cái gì? A, à, Lý Đệ lảo đảo một chút, nói, đều nói uống say thì nói thật, ngươi cảm thấy ta dám uống sao? Sắc mặt Thẩm Nhiễm như băng, phát giác không thích hợp, nói, chàng có chuyện muốn nói với ta. Lý Đệ cười, Thẩm gia đã đổ rồi, ngươi còn ngồi đây giả vờ với ta cái gì? Lý Đệ ta, trước nay cũng không phải không có ngươi thì không thể. Thẩm Nhiễm khinh thường nói chuyện với con ma men. Sắc mặt nàng như thường, không nói một lời đi ra ngoài. Sau này nàng mới biết được, ban đêm hôm ấy mỗi một chữ Lý Đệ nói đều không phải lời say. Hắn xác thật không phải không có nàng thì không thể, hắn ở Kinh Châu, từng thành thân với biểu muội của hắn. Không phải đính hôn, mà là cưới vợ. Vợ cả của hắn tên Hà Uyển Như, 14 tuổi vì cứu mẫu thân của hắn mà bị gãy thọc chân. Hắn vì con đường làm quan, lưu Hà Uyển Như tại Kinh Châu, cũng chơi thủ đoạn giấu nhẹm khoảng thời gian ấy. Thẩm Nhiễm biết rõ tất cả liền đứng dậy đi tới chỗ bà mẫu Văn Thị, muốn lấy lại của hồi môn. Nợ của Thẩm gia nàng không thể để mình Thẩm chân gánh. Không hề ngoài ý muốn, bà mẫu ngày thường đối với nàng từ ái nhường nào, nay nói lật là lật mặt ngay. Thẩm Nhiễm, ngươi đã là gia phụ của Lý gia ta, đồ vật đã tiến vào tự nhiên cũng đều theo họ Lý, Tử Hành trước mắt đang là thời điểm thăng quan tiến chức, ngươi đã liên lụy hắn cũng liền thôi.
Nhưng Lý gia chúng ta không nghĩa vụ phải chăm sóc đệ đệ muội muội của ngươi. Vô sĩ. Đây là từ đầu tiên Thẩm Nhiễm nghĩ tới. Thẩm Nhiễm ngồi đối mặt với Văn Thị, giận quá hóa cười nói, bà mẫu nắm của hồi môn của ta trong tay là chuẩn bị kêu Lý Tử Hành nghênh thú Hà gia biểu muội của hắn hay sao? Văn Thị kinh hoàng thất thố, ngươi nói cái gì? Thẩm Nhiễm nhấc tách trà ở một bên lên, nhấp một ngụm, trên mặt là sự bình tĩnh của cao môn quý nữ, hắn có thể bò đến hôm nay, đúng là không dễ gì, nhưng nếu ta muốn cho hắn nếm thử tư vị từ trên cao ngã xuống, cũng không phải không có khả năng. Văn Thị vỗ án đứng dậy, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Của hồi môn của ta. Thẩm Nhiễm ngẩng đầu, thấp giọng nói, chỉ cần bà mẫu chịu trả lại của hồi môn cho ta, như vậy vị trí phu nhân Lý gia, ta sẽ nhường cho biểu muội Hà gia, thế nào? Tay Văn Thị run rẩy, ngươi dám uy hiếp ta? Thẩm Nhiễm, chuyện tới hiện giờ, Lý gia chúng ta còn chưa đuổi ngươi cái kẻ tội quyến này ra khỏi nhà đã là tận tình tận nghĩa, ngươi còn dám báo đáp ta như vậy? Thẩm gia đại cô nương là kiểu người cao ngạo, một khi tâm tàn nhẫn của nàng đã xuất hiện, mười Văn Thị cũng không phải đối thủ của nàng. Tội quyến. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Nhiễm tẩm đầy ý cười, Lý gia các ngươi nói đến cùng cũng chỉ là mấy kẻ nhà nghèo. Nghèo đến mức nào đây? Chẳng quá chỉ là có chỗ che mưa chắn gió sống qua ngày, người nghèo thì càng sợ nghèo, một sớm phú quý đã bị u mê tới mờ con mắt, chút của hồi môn của tức phụ, con dâu, cũng đáng để ngài coi thành bảo bối mà nắm trong tay sao? Văn Thị tức giận đến toàn bộ thân thể đều run rẩy. Thẩm Nhiễm hiểu rõ nên làm thế nào mới có thể đánh bại Văn Thị. Bà mẫu này từ khi vào kinh sợ nhất chính là người khác nhắc tới chuyện trước kia, bà ta còn cố tình bắt chước các quý phụ trong kinh mặc quần áo trang điểm, cưỡng bách chính mình sửa lại khẩu âm kinh châu, thỉnh thoảng còn muốn cùng phu nhân các nhà khác phẩm trà, ngâm thơ. Trong lúc này, không biết nháo ra bao nhiêu chê cười. Thẩm Nhiễm giúp Văn Thị tháo xuống khổng tước kim thoa mà thương hộ nhân gia đều sẽ không đeo, kéo tay Văn Thị chỉ từng lời ăn tiếng nói kinh thành, sợ chạm đến lòng tự trọng yếu ớt của Văn Thị, nàng nhẫn nại tính tình, ngày ngày dạy bà ta pha trà, mỗi một trình tự làm việc, đều làm cực kỳ thông thả. Nàng không dám nhận làm lão sư của Văn Thị, chỉ có thể lấy phương thức như vậy ảnh hưởng Văn Thị. Nhưng mà kết quả thế nào, nàng đổi lấy cái gì? Văn Thị run rẩy môi dưới, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Thẩm Nhiễm, nói, ngươi gả vào Lý gia chúng ta 5 năm, trong bụng một điểm động tĩnh cũng không có, ta không giáo huấn ngươi, ngươi ngược lại còn dám giáo huấn ta. Ngươi có tin hay không ta kêu Tử Hành hưu ngươi? Ngay lập tức đuổi ngươi ra khỏi nhà, ta xem ngươi còn có thể đi đâu. Hưu à? Khóe miệng Thẩm Nhiễm ngậm một tia ý cười, hắn muốn hưu ta thì phải đối mặt với bộ công đường. Đến lúc đó ngài xem đại nhân của phủ kinh triệu tới phán xét xem là tội danh chống đối bà mẫu nặng hơn, hay là tội vứt bỏ thê tử tội quyến nặng hơn. Thẩm Nhiễm thấy ánh mắt Văn Thị biến đổi, lại tiếp tục nói, nếu để thế nhân biết được, hắn trước từng thành thân với nữ nhi Hà gia, làm giả hộ tịch, quay đầu còn tới Thẩm gia cầu thú ta, vậy con đường làm quan của Lý đại nhân chỉ sợ sẽ đi vào ngõ cụt a. Ngươi câm mồm. Văn Thị lại nói. Thẩm Nhiễm cười nhạo nói, chuyện vô liêm sĩ các ngươi đã dám làm, chẳng lẽ còn sợ ta nói sao? Lời nói của Thẩm Nhiễm vừa dứt, Văn Thị liền che lại huyệt thái dương, thống khổ công thân mình. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Trước mặt Thẩm Nhiễm rõ ràng không có gương, nàng lại dường như nhìn thấy Lý Đệ, Lý Tử Hành, đứng phía sau nàng. Mẫu thân. Lý Đệ nhanh chóng tiến lên đỡ Văn Thị, quay đầu nổi giận với Thẩm Nhiễm, nói, đồ phụ nhân đanh đá. Ai cho ngươi lá gan này? Thẩm Nhiễm quay đầu rời đi. Nàng cho rằng, hắn chỉ là yêu người khác, không nghĩ tới, hắn là kẻ không có lương tâm. Ngày 20 tháng 9, tin tức Lý Đệ thăng chức làm công bộ thị lan truyền khắp kinh thành. Thẩm Nhiễm nghe xong, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Ánh trăng lơ lửng trên ngọn cây, nàng cố ý để lại một chiếc đèn. Nàng biết, người kia, tối nay nhất định sẽ trở về. Lý Đệ đẩy cửa nội thất ra, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Nhiễm ngồi trên giường. Khuôn mặt nhỏ kiều mỹ nhiếp người kia đông đầy tức giận. Thẩm Nhiễm đi lên phía trước, giơ tay cho hắn một cái tát, ta hỏi ngươi, thành Tây Cừ bỗng nhiên sụp xuống có quan hệ với ngươi hay không? Ta giao cho ngươi lá thư kia, ngươi đưa đi thế nào hả? Lý Đệ sờ mặt mình một cái, đáp, lá thư kia ta thiêu rồi. Thành Tây Cừ thì sao? Không thể phụng cáo. Thẩm Nhiễm cầm lấy chén trên bàn ném thẳng vào người hắn, hồng hốc mắt, tuyệt vọng nói, Thẩm gia ta. Thẩm Nhiễm ta. Đến tột cùng có lỗi gì với ngươi? Chương trước. Lý Đệ phủi vệt nước trên người, nhìn Thẩm Nhiễm nói, Thẩm Nhiễm, đảng tranh vốn là có thắng có bại,
nhạc phụ đem thân gia đè hết lên trên người thái tử, hơi thở thoi thóp, bản thân vốn không có đường sống, 2 năm ở tù, có thể lưu lại tính mệnh, ngươi nên thấy đủ. Móng tay Thẩm Nhiễm chậm rãi cắm sâu vào da thịt, áp xuống tức giận, Lý đệ, ta gả cho ngươi 4 năm, tự nhận chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi trả lại của hồi môn cho ta, sự tình của ngươi và nữ nhi Hà gia ta kiếp này đều sẽ giữ trong bụng, ta cùng với ngươi hòa ly, ta nhường chỗ cho nàng. Lý đệ cúi đầu nhìn Thẩm Nhiễm, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Thẩm Nhiễm nói, Lý đệ, ta sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách. Lý đệ nhìn vào đôi mắt nàng, nói, ngươi biết vì sao chuyện Thẩm gia vừa ra, Hàn Lâm viện Lỗ Tư liền từ quan không? Thẩm Nhiễm nắm chặt nắm tay, không biết vì sao hắn sẽ nhắc tới Lỗ bá phụ. Lý đệ cúi người thấp giọng nói bên tai nàng, một năm kia cưới ngươi, ta vốn không đổ nổi tiến sĩ, nhưng nhạc phụ đại nhân luyến tiếc cả thấp ngươi cho kẻ không có công danh bàn thân là ta, nên đã cùng quan chủ khảo Lỗ Tư thông đồng. Thẩm Nhiễm lấy sức đẩy ra hắn, ngươi điên rồi. Cha sẽ không làm chuyện như vậy. Lý đệ ôm eo nàng, tiếp tục nói, ta nói cho ngươi nghe, năm ta tham gia khoa cử kia, thánh nhân vì phòng ngừa gian lận, cố ý áp dụng chế độ tên mới, nhạc phụ không có biện pháp, liền thay ta viết trước một thiên văn chương, nhét vào ống tay áo của Lỗ đại nhân. Không rõ lắm, mình đoán giống như các phách bên mình ý, giám khảo chấm thi không biết rõ bài là của thí sinh nào. Cả người Thẩm Nhiễm cứng đờ. Khoa khảo ngày đó, ta cơ hồ là chép từ thiên văn chương kia ra, quả nhiên kim bản đề danh. Thẩm Nhiễm, đã hiểu chưa? Chuyện hay này chính là việc thiên tư trái pháp luật mà người cha tốt của ngươi làm. Ngươi có lương tâm hay không? Thẩm Nhiễm căm tức nhìn hắn. Lý đệ cười, đừng nghĩ cùng ta hòa ly, cũng đừng nghĩ lấy bạc từ Lý gia ra ngoài, nếu như muốn cá chết lưới rách, ta nhiều lắm chỉ không được làm quan nữa, nhưng nhạc phụ thì rốt cuộc không ra được, không chỉ như thế a, Thẩm Nhiễm, ngươi cũng nên vì Thẩm Hoàng ngẫm lại. Theo tấn luật, phàm là người gian lận khi thi, 3 đời gia tộc bị cấm tham gia khoa cử, Thẩm Nhiễm, ngươi là muốn Thẩm gia hoàn toàn hủy hoại trong tay ngươi sao? Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Nhiễm nắm tay Thanh Lệ, nói, Thanh Lệ, ngày mai chúng ta tới thành phía Tây đi. Thanh Lệ nói, cô nương thật sự xuống tay được sao? Thẩm Nhiễm buồn bã nói, tình cảm đã sớm không còn nữa. Chương 51, Lục Đại Nhân. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm xua tan mây mù, Thẩm Nhiễm mang theo Thanh Lệ đi tới thành phía Tây Trường An. Xuống xe ngựa, các nàng đi thẳng đến chỗ dược đường. Dược đường ở Trường An đều theo hình thức kinh doanh, trước là cửa hàng, sau là hậu trạch, trước cửa hàng thì bán thuốc, hậu trạch thì chế dược, phân công rõ ràng. Thẩm Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển hiệu thuốc của Tôn gia, bước vào trong. Nàng tháo mũ có rèm, lấy ra một phương thuốc, ôn nhu nói, ta muốn những thứ này. Tôn đại phu dừng tay đang bốc thuốc, tập trung nhìn vào, nhíu mày, nói, xin hỏi, là ai cho phu nhân phương thuốc này? Thẩm Nhiễm cười, thấp giọng nói, nhà phu quân ta làm nghề y nhiều năm, muốn biên soạn một quyển dược tập, mua mấy loại dược liệu này đều là để thí nghiệm dược tính. Tôn đại phu gật đầu, nói với dược đồng bên cạnh, đi lấy giáp nhất đào, phi lộ, đỉnh hồng cả công đằng lại đây. Dạ. Dược đồng nói. Tôn đại phu cân đúng lượng dược, lại nói, phu nhân muốn dược liệu chưa bào chế, hay là thuộc dược, thuốc đã nấu chín. Chưa bào chế. Thẩm Nhiễm lấy dược liệu xong, trong lòng tính toán một phen, lại xoay người đi tới hiệu thuốc tiếp theo. Chỉ là nàng không chú ý, đằng sau phiến bình phong chạm rỗng có một nam nhân dáng người cao lớn khoác áo huyền sắc đứng đó, đang nhìn chăm chú vào nàng. Khóe miệng Chu Thuật An thoáng cong nhẹ, nhà chồng làm nghề y nhiều năm. Nếu hắn không nhìn lầm, kia không phải là đại cô nương Thẩm gia, phu nhân của Lý đệ hay sao? Chu đại nhân, thuốc đã nấu xong rồi ạ. Sở Nhất, thị vệ của Chu Thuật An nói. Sở Nhất nhìn theo ánh mắt Chu Thuật An, nhỏ giọng nói, đại nhân phát hiện chuyện gì khả nghi sao? Đi theo Chu Thuật An lâu rồi, tính tình vốn chất phác của Sở Nhất không khỏi trở nên cơ linh vài phần. Chu Thuật An gật đầu, đích xác có điểm khả nghi. Chu Thuật An yên lặng theo dõi. Mắt thấy Thẩm Nhiễm lại đi vào một dược đường khác. Lý do mua dược liệu cũng giống y như đúc, nhưng nội dung phương thuốc lại biến thành mã mạng, pháo diệp, hồ mạng, triều sam. Mấy dược liệu này cửa tiệm vừa rồi rõ ràng cũng có, tại sao lại không mua luôn? Thẳng đến khi nàng đi vào hiệu thuốc thứ 3, Chu Thuật An lấy được phương thuốc hoàn chỉnh, lúc này mới hiểu rõ. Thẩm gia đại cô nương đây đâu phải muốn biên soạn dược tập, rõ ràng là muốn chế độc mà. Thẩm Nhiễm đến dược liệu trong tay, đội mũ có rèm, quay người lại, vừa vặn đối mặt với Chu Thuật An. Bốn mắt nhìn nhau, uy áp quan uy nặng trĩu trên người nam nhân đều hướng thẳng về phía nàng mà đè ép.
Thẩm Nhiễm theo bản năng nắm chặt những dược liệu trong tay, muốn nhanh chóng vòng qua người hắn rời đi, nhưng cố tình, nàng sang trái một bước, hắn sang trái một bước. Nàng sang phải một bước, hắn cũng sang phải một bước. Tế mi của Thẩm Nhiễm nhíu lại, tim đập gia tốc, chỉ mong đối phương có thể chủ động tránh đi. Chu Thuật An không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy dừng trên người nàng thật lâu, cuối cùng vẫn nghiêng người tránh đi. Tóc nàng tẩm đầy hương dược. Thanh âm Thẩm Nhiễm vang lên gần như không thể nghe thấy, nàng nói một tiếng đa tạ. Ánh mắt Chu Thuật An theo bóng dáng Thẩm Nhiễm xa dần, giây lát qua đi, hắn mở miệng, đi phủ Kinh Triệu thông báo một tiếng. Lên xe ngựa, Thẩm Nhiễm có chút hoảng loạn, không nhịn được nhấc màn che lên, nói với Sa Phu, mau lên chút. Ngực nàng phập phồng lên xuống, khoảng hơn nửa ngày mới nói với Thanh Lệ, vừa rồi người kia đứng ở cửa từ lúc nào. Ngươi có nhìn thấy không? Thanh Lệ nhìn ra Thẩm Nhiễm bất an, lắc đầu, thành thật nói, nô tỳ cũng không biết hắn đứng ở cửa từ bao giờ nữa, cô nương, đó là ai ạ? Đại lý tự khanh Chu Thuật An. Nói xong, Thẩm Nhiễm liền ảo não mà cào nhẹ tóc mái. Số lần Thẩm Nhiễm gặp qua Chu Thuật An không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều là ấn tượng khắc sâu. Lần đầu tiên là ngày ấy Lý Đệ yết bản. Một năm đó, quả thực là năm các thư sinh hàng môn lấy làm hãnh diện, trong bọn họ có một người trúng tiến sĩ, một người trúng trạng nguyên. Trúng tiến sĩ chính là Lý Đệ, mà trạng nguyên đứng đầu bảng chính là vị mới gặp vừa rồi Chu đại nhân. Ngày đó yết bản, người đông nghìn nghịt, Thẩm Nhiễm bị mấy bà mối chen chúc, không cẩn thận đã dẫm lên giày hắn, đồ chơi làm bằng đường cầm trên tay cũng dính vào ngực hắn. Khi đó toàn thân Chu Thuật An, từ trên xuống dưới cộng lại còn không đáng giá bằng hoa điền giữa trán Thẩm Nhiễm. Nàng gật đầu nói xin lỗi. Hắn không nhanh không chậm nói, không sao. Lần thứ hai là ngày phủ Vân Dương Hầu bị xét nhà. Vân Dương Hầu lãnh chỉ xong bị Chu Thuật An áp giải về ngục đại lý tự, Thẩm Nhiễm khẩn cầu hắn cho nàng đi vào gặp mặt một lần. Hắn gằn từng chữ, Lý phu nhân quay về đi. Chu Thuật An, tự Dung Cảnh, người Gia Hưng Tô Châu, một năm hắn nhập sĩ kia được thánh nhân thưởng thức, từ đó về sau không ngừng bò lên, bất quá mới 4 năm tay đã nắm giữ quyền cao chức trọng. Là nhân vật thần thánh trong mắt đám thư sinh hàng môn. Nhưng Thẩm Nhiễm biết, không quản hắn nhìn qua thanh chính liêm khiết, cương trực công chính thế nào, không có lòng dạ thâm sâu, tuyệt không ngồi lên nổi cái vị trí kia. Thẩm Nhiễm nắm chặt bàn tay, âm thầm cầu nguyện, hắn ngàn vạn đừng nghe được cái gì. Xe ngựa chạy trên đường, phát ra tiếng lọc cọc không ngừng, nhưng cũng không vang dội bằng tiếng tim đập của Thẩm Nhiễm lúc này. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm xấu. Không thể không nói, đôi khi sợ cái gì thì cái đó tới. Các nàng vừa đi qua đường Chu Tước liền nghe phía trước có người hô to, dừng lại. Sa Phu kéo dây cương, hoảng loạn nói, đại nhân có chuyện gì sao? Tôn Húc lướt qua Sa Phu, nhấc màn xe ngựa lên. Nhìn thấy Thẩm Nhiễm, hắn tức khắc ngơ ngẩn, sau đó ho khụ khụ vài tiếng, nói, ta chính là thiếu doãn phủ Kinh Triệu, bản quan nghe nói trên người phu nhân mang theo dược vật khả nghi, đặc biệt tới đây kiểm tra. Dược trên người Thẩm Nhiễm, lớn lớn bé bé có mười mấy bao, thật sự không thể giấu được. Tôn Húc thật ra cũng không hiểu rõ mấy thứ dược liệu này kia. Nhưng mà đại lý tự Chu đại nhân đã nói nàng khả nghi, vậy chắc chắn có điểm khả nghi. Thẩm Nhiễm cuối cùng vẫn bị Tôn Húc đưa về phủ Kinh Triệu. Tôn Húc mặt đỏ tai hồng kéo một nha lệ sang một bên, nói giọng khàn khàn, thay ta nhìn chằm chằm vị phu nhân kia một lát, ta đi nhà xí. Nói xong, hắn lập tức vội vội vàng vàng chạy đi. Lúc rời khỏi nhà xí ra tới, cả khuôn mặt Tôn Húc đều nhăn vào một chỗ, chân cũng trở nên mất hết sức lực, tới tới lui lui vài lần, hắn rốt cuộc từ bỏ. Bộ dáng này của hắn, thật sự là không có cách nào ngồi công đường. Hắn che bụng đi vào nội phòng, tiến lên hai bước, gõ lên bàn Lục Yến, thống khổ nói, ta đột nhiên bị kiết lỵ, Lục đại nhân thay ta thẩm vấn chút được không? Lục Yến nhìn hắn một cái, lại chỉ một chồng hồ sơ trước mặt, nhàn nhạt nói, Tôn đại nhân, ta cũng là lực bất tòng tâm. Tôn Húc tiếp tục nói, nghi phạm hôm nay có chút đặc thù, là đại lý tự Chu đại nhân phái người tới thông báo, nói là thấy trên người nàng giấu độc, nhưng ta đối với dược vật từ trước đến nay dốt đặc cán mai, ta cho rằng, vẫn là Lục đại nhân ngồi công đường thẩm vấn sẽ càng hiệu quả hơn. Trả lời Tôn Húc là thanh âm ngòi bút chấm mực trên tay Lục Yến. Tôn Húc ngoài cười nhưng trong không cười, triều khóe miệng. Quả nhiên, Lục đại nhân muốn cự tuyệt, hắn căn bản sẽ không quản người khác thế nào. Hắn sớm nên đoán được. Nhưng mà Tôn Húc đoán không được chính là, Lục Yến kim ốc tàn kiều, hôm qua có chút lửa nóng, phát nhiệt, buổi sáng khuôn mặt nhỏ kia vẫn còn đỏ hồng, hắn hận không thể hạ bút lập tức về nhà. Bụng Tôn Húc không đúng lúc kêu to hai tiếng,
hắn cắn răng lại nói, Lục đại nhân, tờ trình trên bàn lát nữa ta viết thay ngài. Lục Yến cân nhắc một chút, hạ bút, để chỗ ngồi cho Tôn Húc, nghiêm trang nói, Tôn đại nhân nghỉ một lát đi. Lục Yến một bên hướng về phía công đường đi tới, một bên nói với Nha Lệ, hình cụ chuẩn bị xong chưa? Nha Lệ nhỏ giọng hồi, Tôn đại nhân vừa nói, thẩm vấn xong, rồi lại nhắc tới, dụng hình. Lục Yến cười nhạo một tiếng, nói, là nữ nghi phạm. Nha Lệ gật đầu, đúng vậy. Người ở đâu? Người kinh thành. Lục Yến nói, gọi người đưa hình cụ tới. Chẳng qua là nữ nghi phạm trên người tàn, độc thôi, lại không phải ác đồ chuyên giết người phóng hỏa, có gì mà khó thẩm vấn. Với kinh nghiệm của Lục Yến, mang hình cụ lên, nhiều nhất 10 cái bản tử đều khai thật hết. Lục Yến vừa vào nội đường, liền thấy được một bóng dáng thước tha yêu kiều. Hắn thở dài một hơi, không khỏi chửi thầm, Tôn đại nhân thật là càng ngày càng hoang đường. Nói thật, hắn thật ra là trách oan Tôn Húc. Tôn Húc một kẻ phong nguyệt, có dạng mỹ nhân gì mà chưa thấy qua. Nhưng Thẩm Nhiễm thì bất đồng, đại cô nương Thẩm gia lúc chưa xuất giá không biết đã từng là giấc mộng của biết bao nam nhân trong kinh thành. Tôn Húc dù thế nào cũng không làm được trò ở trước mặt Thẩm Nhiễm, không ngừng đi nhà xí. Lục Yến đội mũ ô sa, đùa nghịch một chút cổ tay áo, tản bộ đi tới. Hai nha lệ phía sau hắn, bọn họ một người cầm ghế con, một người cầm hai cái bản tử. Hắn ngồi vào bàn trước công đường, thanh âm lạnh lùng nói với nữ tử, vào nha môn còn không tức tốc cởi mũ có rèm xuống. Vừa nghe ngữ khí Lục Yến, trong lòng hai nha lệ không khỏi giơ ngón tay cái, muốn nói công chính, vẫn là Lục đại nhân công chính. Thẩm Nhiễm nhắm mắt, thầm nghĩ, luận xui xẻo, vẫn là nàng xui xẻo. Giây lát, nàng đưa tay gỡ mũ xuống, đối mắt với Lục Yến. Thấy rõ người tới, sắc mặt Lục Yến đen sì. Cả người hắn cứng đờ, dường như máu toàn thân đều đang chảy ngược. Thẩm Nhiễm. Vậy phải thẩm thế nào? Lúc này, mặt hai gã nha lệ đều đã điều chỉnh nghiêm túc, cầm bản tử lên đứng ngay bên người Thẩm Nhiễm. Tư thế tuyệt không nương tay. Một lúc lâu sau, hầu kết Lục Yến hoạt động, trầm giọng nói với nha lệ, các ngươi đi xuống trước đi. Chương 52, làm việc thiên tư. Cửa lớn đóng lại, nội đường chỉ còn hai người Lục Yến và Thẩm Nhiễm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi đều cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng hôm qua mới gặp mặt, mới có một ngày, thế nhưng lại gặp lại ở. Lục Yến đi đến bên trái nơi địa phương bày vật chứng, mở ra toàn bộ mười mấy gói thuốc lớn lớn bé bé, sau khi xem rõ, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Mấy loại dược liệu Thẩm Nhiễm mua, theo hắn đoán, ít nhất có thể phối ra hai loại, mê dược cùng độc dược. Trong đó độc dược, không thể nghi ngờ chính là loại dùng để lấy mạng người. Còn về dược này cho ai dùng, Lục Yến suy nghĩ chút liền đoán được. Thẩm Nhiễm không phải Thẩm Chân, đại cô nương Thẩm gia có thể làm tới một bước này, tuyệt không phải vì tình tình ái ái gì cả. Hắn đặt mạng đà la mang theo kịch độc xuống, chà sát đầu ngón tay, trầm giọng nói, Thẩm đại cô nương hẳn là có nhược điểm gì bị Lý đại nhân nắm trong tay. Thẩm Nhiễm nhìn Lục Yến, tự biết không thể gạt được hắn, đơn giản ngậm miệng không đáp. Phụ thân thông đồng với quan chủ khảo vì Lý để mở một cánh cửa căn bản không phải việc nhỏ. Việc này một khi bị vạch trần, không nói đến Thẩm gia lại lần nữa phải nghênh đón thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngay đến đại nhân Lỗ Tư đã từ quan chắc cũng chẳng có ngày lành. Lục Yến nhìn ra nàng khó xử, cùng không tín nhiệm, cũng không miễn cưỡng, chỉ lấy ra đỉnh hồng và pháo diệp, nhàn nhạt nói, hai vị dược này lưu lại, Thẩm đại cô nương có thể đi rồi. Thẩm Nhiễm sửng sốt, chứng cứ trước mắt vô cùng xác thực, để nàng đi, đó chính là làm việc thiên tư. Bị người nhìn thấu lại cố biện giải, đó là làm kiêu. Giây lát, Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, đa tạ Lục đại nhân. Lục Yến từ một tiếng, vào lúc bước chân Thẩm Nhiễm chạm đến tới đại môn mới nhẹ giọng nói, cô nếu thật sự muốn tốt cho nàng, thì loại bỏ tâm tư này đi, đã thương địch thủ 1000 lại tự tổn hại 800, đây cũng không phải một phương pháp sáng suốt. Ngón tay Thẩm Nhiễm cứng đờ, cười khổ nói, nếu thay đổi vị trí, Lục đại nhân hẳn sẽ không nói như vậy. Nàng sẽ không bỏ qua cho Lý đệ. Nếu thật sự tự tổn hại 800 nhưng có thể đổi lấy an bình cho mọi người, nàng nguyện ý. Lục Yến thu thập một chút vật chứng liền phái người đưa Thẩm Nhiễm ra cửa phủ. Tôn Húc thấy Lục Yến trở về nhanh như vậy, không nhịn được kinh ngạc nói, Lục đại nhân nhanh như vậy đã thẩm xong rồi. Chứng cứ không đủ. Lục Yến bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, dược liệu ta coi qua, không có vấn đề lớn, tuy rằng bên trong có mạng đằng mang theo chút độc tính, nhưng có vài người mất ngủ nghiêm trọng, đại phu cũng sẽ gia tăng lượng dược trong phương thuốc. Nhắc tới mất ngủ,
Tôn Húc liền bừng tỉnh, gật đầu. Nói tới Lý gia này, nhạc phụ rơi đài, cô gia lên chức, phần lớn người đều có thể nhìn qua là hiểu rõ. Tôn Húc hồi tưởng về một năm kia Lý đệ cưới Thẩm gia đại cô nương, không khỏi thở dài một hơi. Con cháu hàng môn cưới cao môn quý nữ, phúc khí của Lý đệ không biết làm bao nhiêu người đỏ đôi mắt, nhưng trước mắt. Tôn Húc có thể hiểu, Tư Pháp Tham Quân bên cạnh lại chưa chắc hiểu. Tư Pháp Tham Quân đột nhiên nói, Lục đại nhân ngài nói, vị Lý phu nhân này liệu có giấu độc dược trong tay áo hay không? Hoặc là, giấu trong đế giày, nên chúng ta mới không điều tra ra. Lục Yến gật đầu, đặt lại chén lên bàn, nói, lời nói của Tư Pháp Tham Quân cực kỳ có tính tham khảo, về sau nếu tới phủ Kinh Triệu là phu nhân của quan lớn tứ phẩm trong triều trở lên đều sẽ do ngài phụ trách đi. Tư Pháp Tham Quân bị một câu như vậy làm cho nghẹn, không khỏi gãi đầu, tự cho chính mình một bậc thang, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Lúc chạng vạng, Lục Yến hạ trị. Đi ra nha môn, sắc trời chuyển tối, mưa phùn lất phất chợt thêm nặng hạt, gió thổi qua, càng khiến người ta cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo. Lục Yến giơ dù, quay đầu lại nói với Dương Tông, tìm người hồi phủ thông báo một tiếng, nói ta hôm nay nhiều việc, không quay về. Dứt lời, hắn khom lưng vào xe ngựa. Lục Yến đi tới dược tứ thành phía đông lấy thục dược, thuốc đã nấu, xong liền trở về Trường Uyển. Lúc vào cửa, Thẩm Chân còn đang cầm muỗng, thất thần mà uống cháo trắng. Hắn đi qua, tùy ý xoa nhẹ đầu nàng, đã tốt hơn chút nào chưa? Thẩm Chân hạ muỗng, đại nhân, ta đã ổn hơn nhiều rồi. Lục Yến cười nhạo một tiếng. Hắn cảm thấy Thẩm Chân quả thật rất có năng lực, không lạnh không nóng còn có thể bị dọa ra bệnh, cũng không biết Thẩm Nhiễm trước kia quản nàng nghiêm thế nào. Lục Yến đổ nước thuốc trong tay vào chén, nói, mới vừa nấu xong, nhân lúc còn nóng mau uống đi. Nước thuốc đậm màu đổ vào trong chén, còn chưa vào miệng, đã truyền tới một mùi gây mũi, nàng duỗi tay túm nhẹ cổ tay áo Lục Yến, đại nhân, ta thật sự không sao mà. Hai mắt Lục Yến lập lòe, ánh mắt lập tức trở nên không tốt, dường như đang nói, Thẩm Chân, đừng để ta phải nói lần thứ hai. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tiểu cô nương lập tức cầm chén uống một hơi cạn sạch. Thẩm Chân bị thuốc đắng tra tấn, vốn tưởng rằng vị đắng còn phải lưu trong miệng một lúc lâu, nào biết nháy mắt Lục Yến liền nhét vào miệng nàng một miếng mứt hoa quả. Ngọt. Trong lòng Thẩm Chân ấm áp, đại nhân lấy mứt hoa quả từ đâu ra vậy? Không phải ta mua, chẳng lẽ rơi từ trên trời xuống? Lục Yến đặt gói mứt hoa quả lên bàn, lại nói bên cạnh dược tứ có một nhà quán điểm tâm, vừa lúc ta đi ngang qua, thuận tiện mua một ít. Nghe lời này mà xem. Vừa lúc, thuận tiện, cho nên mới nói, người này không thể khiến cho người ta thích, đều là có nguyên nhân. Tới đêm, hai người rửa mặt qua loa, cùng nằm lên giường. Lục Yến dựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách, Thẩm Chân ngồi bên cạnh, dùng khăn mặt thấm nước ở ngọn tóc. Qua non nửa canh giờ, Thẩm Chân vẫn đang đùa nghịch với đầu tóc. Lục Yến liếc mắt nhìn cánh tay nàng tinh tế trắng nõn, thầm nghĩ, với tí tẹo sức lực này của nàng, lau tới khi nào mới xong. Hắn buông quyển sách trên tay, tay với lấy khăn, nhẹ nhàng thay nàng thấm ướt một đầu tóc đen như mực. Thẩm Chân không thích hắn chạm vào tóc nàng, theo bản năng liền trốn đi, nhưng nghĩ đến chuyện trong lòng, lại tùy theo ý hắn. Lục Yến dùng khăn quấn lấy tóc nàng, dùng sức nắm chặt. Da đầu truyền đến cảm giác đau đớn, Thẩm Chân không khỏi ta một tiếng, nghe tiếng nàng kêu thảm, Lục Yến chợt buông lỏng tay, mắt thấy trên giường vương vải mấy sợi tóc. Hầu kết nam nhân khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, ta sẽ nhẹ nhàng. Thời điểm đại nhân nói nhẹ chút, từ trước tới nay đều không hề nhẹ. Thanh âm mềm mại, ngọt nị như đường nhập miệng tức khắc hòa tan, dường như có thể trực tiếp chạm đến nhân tâm. Thẩm Chân nói tới là mấy lần hắn giúp nàng lau tóc, nhưng vào tai Lục Yến lại thành ra chuyện khác. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, lực đạo trên tay thật sự biến nhẹ. Lục Yến dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, truyện ký Từ Sáng Tiên Sinh hắn không xem, mà đi chạy theo tiểu cô nương giúp nàng lau khô tóc. Tắt đèn, hai người nằm xuống, Lục Yến áp xuống tâm tư trong lòng, chậm rãi khép mắt. Vầng trăng cong cong, xuân phong lay động, bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, cánh tay nhỏ của Thẩm Chân sau mấy lần co đi rút lại, rốt cuộc dừng trên eo hắn. Thấy hắn không nhúc nhích, nàng lại nhích gần ra phía ngoài, cả người đều dán lên người hắn. Mùi hương tràn ngập khoang mũi, hai mắt nam nhân trong bóng đêm chậm rãi mở ra. Nàng ít khi có những thời điểm chủ động như vậy. Trước mắt là tháng 3, vải dệt trên người càng ngày càng mỏng, nàng dán lên tới, hắn liền cảm giác được đồi núi phập phồng khiến hắn hít thở không thông. Thẩm Chân, nàng thành thật một chút. Lục Yến trầm giọng nói. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Thẩm Chân tuy sợ hắn,
nhưng dù sao theo hắn lâu rồi, tự nhiên cũng phân biệt được hắn tức giận thật hay giả. Nàng không dừng lại, một đôi chân ngọc lúc được lúc không cọ sát cẳng chân hắn. Lục Yến có phần mất tập trung, cũng biết nàng có ý tứ gì. Thật sự là không còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm tra tấn người. Chính cái gọi là khác thường tất có trá, chuyện ở khuê phòng, có thể nói Lục Yến là người hiểu Thẩm Chân nhất trên đời này. Đối với những việc này, trước nay nàng đều không chủ động không cự tuyệt, nói trắng ra, Lục Yến biết rõ, nàng không cự tuyệt hẳn là không muốn đắc tội hắn. Dù tình đã đến chỗ sâu, nàng cũng chỉ hàm súc mà ngượng ngùng. Muốn nàng làm ra mấy động tác lớn mật một chút không khác gì muốn lấy đi mệnh nàng, bức nàng nói muốn, sợ còn phải thức tới bình minh. Hôm nay là làm sao vậy? Với lá gan của nàng, hôm qua bị Thẩm Nhiễm dọa một hồi, đối việc này, không nói kháng cự, cũng không nên như thế chứ. Thẩm Chân thử thăm dò hôn lên cằm hắn, sau đó lại học dáng vẻ hắn ngày thường, ngậm lấy vành tai. Hô hấp của nàng phả vào cần cổ hắn, có chút ngứa, hắn không nhịn được trở mình. Nam nhân một khi động thủ, từ trước đến nay đều không hề khách khí, hắn đè Thẩm Chân dưới thân, một tay như gông cùng xiềng xích giam móng vuốt nhỏ không an phận lại, một tay khác thì chui vào trong chăn, vân vê tiểu trân châu của nàng, sinh bệnh còn muốn câu dẫn ta, không sợ ta tức giận lần sau sẽ đòi lại gấp bội từ chỗ nàng sao. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chân đỏ lên, đại nhân. Lục Yến quan sát ánh mắt nàng, trầm giọng nói, rốt cuộc là làm sao? Thẩm Chân ngẩn ra, giả ngu nói, sao gì ạ? Nhưng mà Thẩm Chân đạo hạnh quá thấp, ánh mắt nàng tựa như thanh tuyền, liếc mắt một cái liền bị nhìn thấu. Nàng có tâm sự, không ai nhìn qua mà không hiểu. Cho nàng một cơ hội nữa, ăn ngay nói thật. Thẩm Chân đối diện với đôi mắt thâm thúy của hắn, hồi tưởng tới hồi phủ Vân Dương Hầu bị xét nhà, dòng bên Thẩm gia, lời nói của nhị thẩm, tam thẩm với nàng, nói. Nhị thẩm nói, Chân Nhi, không phải nhị thẩm không giúp con, mà là nhà các người hiện tại chính là cái động không đấy. Cho con mượn, khi nào con mới trả lại? Hôm nay ta giúp con một lần, ngày mai con lại tới lần thứ hai. Nhị thúc con không có tước vị, chỉ là một quan thất phẩm nhỏ nhoi, nếu hắn muốn giúp con, cuộc sống này chúng ta biết phải trải qua thế nào đây? Không chỉ có viện này phải bán đi, nói không chừng chức quan này cũng phải bồi theo nữa. Trước nay con vẫn luôn ngoan ngoãn, cũng phải thông cảm cho chúng ta, toàn gia này của chúng ta không thể vì nhà con mà ra đường ở có đúng hay không? Tam thẩm nói, ai u, Chân Chân, con đừng quá xem trọng tam thúc thúc của con. Hắn quả thật nhậm chức ở hình bộ, nhưng cùng với đại lý tự, lại là hoàn toàn không chút dính dáng. Cha con ở trong ngục đại lý tự, chúng ta thật sự là thương mà không giúp được gì. Chân Chân, con và đệ đệ nếu vẫn chưa ăn cơm, hôm nay liền ở lại nhà tam thẩm ăn đi, chuyện khác ta không giúp được nhưng cho các con bữa cơm vẫn không thành vấn đề. Thẩm Chân cười cáo biệt, vào lúc xoay người đi chợt nghe tam thẩm nói với muội muội ngày thường hay chơi với nàng nhất, về sau con ít cùng nó lui tới biết không? Lộ tỷ nhi ta nói con nghe, vay tiền mượn tiền đừng liên quan tới mấy kẻ nghèo, biết chưa? Ta cho nó mượn, về sau con biết cả chồng thế nào? Chúng ta dựa vào ai ăn cơm? Cha con ở triều đình bị người chèn ép, nó có thể giúp được cái gì cơ chứ? Nhị thẩm con nếu không cho một phân, vậy nhà chúng ta cũng không cho một phân. Còn nữa, ta giúp nó một lần, lần sau nó lại mang theo thẩm hoàng đến thì sao? Hôm nay thiếu tiền, ngày mai xem bệnh, hôm sau nữa không chừng lại nói đại bá phụ con ở bên trong ngục bị làm sao đấy. Loại sự tình này, dính lên chính là một thân tanh, còn không bằng ngay từ đầu thẳng tay tuyệt tình. Người muốn mặt, cây muốn vỏ, lại đến thì chính là đồ không biết xấu hổ. Những lời này, mỗi một chữ, với Thẩm Chân mà nói, đều giống như cái đinh cắm sâu vào ngực nàng. Ngày xưa nhị thẩm và tam thẩm luôn là một tiếng Chân Nhi mà gọi nàng, nàng vẫn luôn cho rằng, các nàng là thiệt tình yêu thương nàng như trưởng bối đối với vãn bối. Lúc trước nàng thật sự không hiểu rõ, tại sao chỉ trong một đêm, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lời của Thẩm Nhiễm tuy khó nghe, nhưng chung quy đều là lời nói thật. Chân Nhi, về sau phủ nhị thúc, tam thúc muội không cần tới nữa, những người đó ta đã sớm nhìn thấu. Ngày xưa tới hầu phủ, nhị thẩm và tam thẩm không phải nói thiếu tiền thì chính là nói nhị thúc và tam thúc trên triều đình gặp khó xử, yêu cầu trợ giúp. Một khi cha lộ ra vẻ khó xử, bọn họ liền vỗ đùi nói hâm mộ nhà chúng ta, nói cha có phúc khí, sinh sớm, có tước vị để kế thừa, nhớ tới lúc lão thái thái còn ở trên đời. Muốn đi cũng là ta đi, không có quan hệ với muội. Chân Nhi, trên đời này, không ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với muội, muội hiểu chưa? Hồi ức của Thẩm Chân dần dần tan đi. Nàng sớm đã không phải nàng của lúc trước.
nàng rốt cuộc không thể yên tâm thoải mái tiếp thu lòng tốt của người khác. Đối diện với ánh mắt Lục Yến, đáy lòng nàng nhiều hơn một cảm giác áy náy mơ hồ. Nàng nghĩ tới mỗi lời nói, mỗi câu nói đều khiến nàng khó có thể mở miệng. Hắn giúp nàng, giúp Hoàng Nhi, hai ngày trước, còn để nàng đi dâng hương cho mẫu thân. Nếu như lại nhắc tới phụ thân, Thẩm Chân sợ hãi hắn cự tuyệt, càng sợ hắn cũng cảm thấy nàng là loại người không biết xấu hổ. Lục Yến nhìn thoáng qua mưa không ngừng bên ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống người dưới thân vì khó xử mà cắn chặt môi dưới. Nếu không có cảnh trong mơ ở kiếp trước, hắn có lẽ thật sự không đoán ra tối nay nàng rốt cuộc có chuyện gì khó nói. Kiếp trước lúc này, nàng từng hỏi qua hắn có thể đưa ít thuốc vào đại lý tự cho phụ thân nàng hay không. Lục Yến cúi đầu hôn lên trán nàng, nói đi, ta đều đáp ứng nàng. Chương 53, chột dạ. Bốn phía u ám, yên tĩnh không tiếng động, trên mặt đất phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ chiếu lại, xa xa vừa thấy, cực kỳ giống nước gợn trên kính hồ. Lục Yến cúi đầu hôn lên trán nàng, nói đi, ta đều đáp ứng nàng. Thân mình Thẩm Chân cứng đờ, trái tim trong ngực đập thình thịch vang dội. Cho dù ngữ khí hắn khó được ôn nhu, nhưng ăn ké thì chột dạ, bắt người tay ngắn, khi có việc cầu người, khí thế khó tránh khỏi thấp hơn vài phần. Nàng nhìn biểu tình ám trầm không rõ trên mặt hắn, suy nghĩ, muốn nói dối hắn, bản thân nàng xác thật chưa đủ đạo hạnh. Lục Yến đặt tay lên eo Thẩm Chân, chậm rãi vuốt ve, ngón trỏ xoa nhẹ ở eo nhỏ làm nàng hô hấp khó khăn. Thẩm Chân trầm mặt nửa ngày, đẩy tay hắn ra, ngồi dậy, đã là cầu người, nói thế nào cũng phải có thái độ cầu người. Giống như vừa rồi, thật sự không thấy được mấy phần chân thành. Nàng nửa quỳ trên giường, nhu thanh tế ngữ nói, ta quả thực có một chuyện muốn cầu ngài giúp đỡ. Lục Yến bể nghệ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chân. Việc nam nữ vẫn luôn rất phức tạp, hai người rõ ràng đã cùng nhau làm chuyện thân mật nhất, nhưng hắn vẫn cảm giác được tâm của người trước mắt và hắn chi gian còn cách một tầng màn tuy mỏng nhưng rõ ràng như có thể chạm tới. Vốn Lục Yến muốn biến chuyện này của hai người thành phương thức hai bên thỏa thuận. Nàng vô danh vô phận làm ngoại thất của hắn, hắn quan tâm săn sóc người nhà nàng, đây với hắn mà nói không phải là việc khó gì. Nhưng cuộc sống cứ trôi qua từng ngày một, hắn đã không khắc chế nỗi lòng tham của chính mình nữa. Vui thích, cảm kích, ái mộ, hắn đều muốn. Thần sắc Lục Yến lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, nàng nói đi. Tay Thẩm Chân bám vào mép giường, âm thầm dùng sức, đầu ngón tay xanh nhợt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng nuốt nước bọt, nói, ta muốn nhờ đại nhân đưa chút thuốc vào đại lý tự. Ngục đại lý tự có ai, không cần nói rõ. Thẩm Chân tiếp tục nói, trên người phụ thân có bệnh cũ, mỗi mùa mưa tới sẽ phát tác. Lục Yến bước mắt nhìn thoáng qua nàng, tay đặt trên đầu gối nàng, tùy ý xoa nhẹ, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một chữ, được. Thẩm Chân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dễ dàng như vậy. Khóe miệng Lục Yến cong nhẹ, có chuyện nói thẳng không tốt sao, nàng thích giày vò ta vậy à? Ta không có. Nàng theo bản năng cãi lại. Đúng không, vậy xem ra Thẩm Tam cô nương ngày thường đã khắc chế bản thân nhiều rồi, nhiệt tình còn giấu rất kỹ. Môi mỏng Lục Yến khẽ mở, không nói được lời gì hay ho. Thẩm Chân ho nhẹ một tiếng, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói một câu cảm tạ. Nằm xuống đi. Lục Yến tùy tay nhéo nhẹ lên mông, thịt của nàng, hít mắt nói, còn lên tiếng nữa, bản quan nhất định không cho nàng đi ngủ. Bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ dần, mây đen tan đi, một mảnh ánh trăng sáng chen vào nội thất. Lục Yến nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Chân trong lòng ngực, thầm than một câu cô nương ngốc. Vì sao người ta thường nói ngoại thất thổi gió bên gối so với người ở trong nhà dễ hơn không ít đâu. Thế đạo này, quan viên triều đình một khi có ngoại thất, dính vào màu đỏ, không khác gì đặt nhược điểm của mình vào tay người khác. Khi nùng tình mật ý, thứ tồn tại là vui sướng, kích thích, hương diễm, nhưng vui thích qua đi thì sao? Có cô nương nào chịu ở trong bóng tối không người biết tới cả đời đâu. Nữ tử bên ngoài giống như đã thống nhất giống nhau. Mới đầu các nàng đều nói cái gì cũng không cần, nhưng về sau đâu? Thời gian lâu rồi, cùng Lan Quân sinh ra chút ít tình nghĩa, nên có thai thì có thai, nên tìm tới cửa thì tìm tới cửa. Nói ngay tới đoạn thời gian trước, Văn Thị Lan vì chuyện của ngoại thất mà nháo tới công đường kia đi, hắn cả đời cẩn trọng, con đường làm quan cũng không có gì sai lầm, nhưng xuất hiện sự tình như vậy, quan văn nào đó liền mượn cơ hội vạch tội hắn đầy một quyển. Kết quả cuối cùng chính là bị biếm tới địa phương hoang vu xa xôi. Lục Yến tuy chưa cưới vợ, cũng không cảm thấy có lỗi với chính thất, nhưng chuyện dưỡng ngoại thất này một khi bị người ta bắt được, thanh danh sạch sẽ, trắng tinh của hắn không ít thì nhiều cũng phải chịu tổn thất. Thánh nhân cũng kiên kỵ triều đình mồm năm miệng mười, ít nhất sẽ hạ quan chức của hắn.
Chẳng qua một cao môn quý nữ nơi khuê phòng như Thẩm Chân sẽ không hiểu được môn đạo nơi này. Thủ đoạn của những kẻ hồ mị tử kia dù có dạy nàng, nàng cũng sẽ không dùng. Đến hắn vì nàng mà làm mấy chuyện đó, nàng chỉ kém lấy giấy bút tự mình viết chứng từ để ngày sau cảm tạ. Bên ngoài, mưa rơi lúc mạnh lúc yếu, đôi khi tựa như ngưng hẳn. Lục Yến lại mơ một giấc mộng dài về kiếp trước. Hay nói cách khác, chính là một phần vốn thuộc về ký ức, lại ồ ạt tràn vào trong đầu hắn. Giấc mộng về kiếp trước này không sai biệt lắm cũng là lúc này, tháng 3, mùa mưa. Phủ trấn quốc công. Tiếng trống cấm đi lại ban đêm mới vừa dứt, Dương Tông đẩy cửa phòng, đưa một chiếc túi thơm tới tay Lục Yến, chủ tử, đây là vị ở Trường Uyển bên kia nhờ thuộc hạ chuyển cho ngài. Lục Yến mặt không đổi sắc nhận lấy, mở ra, là một đống chai lọ vại bình, cúi đầu ngửi một chút. Là hương an thần. Ngay sau đó liền cười nhạo một tiếng. Hắn để Dương Tông không ngại mưa gió đến đưa tin tức về Vân Dương Hầu cho nàng, nhanh như vậy đã thu được nàng, cảm tạ. Mang về đi. Lục Yến cầm chai lọ vại bình ném trở lại trong tay Dương Tông, thuận tiện nói cho nàng, về sau không cần bày vẽ như thế. Lục Yến trở lại Túc Ninh Đường, nhìn ánh nến lay động không tắt trong phòng, trong lòng tự nhiên nhiều thêm cảm xúc bực bội. Hắn thường suy nghĩ, có phải hắn không nên mang nàng đi Dương Châu hay không? Nếu không mang theo nàng đi Dương Châu, Thẩm Chân với hắn mà nói, chỉ là một tội quyến hắn thay Tùy Ngọc chiếu cố thôi. Lục Yến tĩnh tọa hồi lâu, theo bản năng vân vê những ban chỉ bạch ngọc trên tay, nhớ về mấy tháng ngắn ngủi cùng nàng ở Dương Châu. Nói thật ra, mới đầu hắn cũng không phải rất muốn mang nàng đi Dương Châu, nữ tử được kiều dưỡng mà lớn lên như Thẩm Chân ở trong mắt Lục Yến chính là làm ra vẻ. Nhưng mà lần này, dọc theo đường đi, hắn đã lường trước những sự tình có thể phát sinh, thế nên mới bất ngờ khi thấy nàng ngoan ngoãn, còn giúp hắn không ít công chuyện. Nàng lấy thân phận thiếp thất tùy hắn nhập Dương Châu, nếu là thiếp thất, không thiếu cảnh phải chung giường chung gối. Cùng giường, quả thật là quá mức thân cận. Hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn qua nàng quần áo nửa cởi, tô hương nửa lộ, cũng thấy qua nàng lúc vừa mới tắm gội thay quần áo, lồi lõm mê người. Tế eo tựa cành liễu, da thịt trắng tựa tuyết vô cùng kích thích thị giác. Ngày nọ, chạng vạng, hắn mới từ phủ thứ sử trở về nhà, đẩy cửa vào tình thất. Không nghĩ tới nàng cũng ở đó. Bọn họ chi gian chỉ cách một phiến bình phong chạm rỗng hơi mỏng. Đường công nữ tử mạn diệu câu nhân, ngực cong đầy đặn, eo như thúc tố, vai tựa đao tước. Hắn biết, nếu đi vào, chắc chắn sẽ mất khống chế, cho nên hắn xoay người rời đi, ẩn nhẫn, khắc chế làm Liễu Hạ Huệ một lần. Trầm mê phong nguyệt không khác gieo một mầm họa xấu. Lục thời nghiên hắn không thể ngay cả một điểm định lực này cũng không có. Huống chi hắn biết rõ, Thẩm Tam cô nương nàng làm hết thảy, bất quá là vì gặp lại Thẩm Hoàng thôi. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện nằm bên ngoài dự kiến. Nhớ rõ ở thuyền hoa ngày ấy, Triệu Xung hạ dược nàng, lúc nàng uống xuống thế nhưng trộm đập vỡ chén sứ rạch lên tay mình. Hắn nhìn vệt máu đỏ, lại nhìn người ngã vào trong lồng ngực hắn, không khỏi cảm thán, nàng tuy không lớn, nhưng lại đối xử với bản thân thật tàn nhẫn. Từ ấy về sau, hắn quả thật đối với nàng sinh ra một phần thương tiếc. Trước đêm trừ tịch, hắn đưa nàng đi gặp Thẩm Hoàng. Nàng ở dưới ánh trăng oánh bạch, hướng hắn nói lời cảm tạ, mặt mày như họa. Trên đường từ sở phủ hồi phủ, hắn ở trên ngựa ôm lấy eo nàng, nàng run rẩy nhưng không trốn. Kỳ thật hết thảy vốn nên dừng lại vào ngày ấy. Một khoảnh khắc không kìm lòng được phát sinh vào lúc bọn họ rời Dương Châu. Ban đêm nến đỏ lay động. Đương lúc hắn nhìn thấy nàng một thân hỷ phục ngồi ở trước mắt, hắn giống như bị ma xui quỷ khiến mà hôn nàng, hôn tới say mê, tình khó khống chế, rốt cuộc say ngã vào phiến hương thơm mê người. Hắn cuối cùng vẫn muốn nàng, mê mệt nàng. Chân nàng hơi co, hắn cúi đầu nhìn xuống, nơi đó giống như mật đào được cắt thành hai nửa. Hết sức mê người tới mức làm hắn hít thở không thông. Hắn đi vào tới chỗ sâu bên trong, nước mắt nàng cũng đã sũng ướt vạt áo hắn. Hắn vốn tưởng rằng là do nữ tử lần đầu sẽ đau chút, nhưng sau này mới phát hiện hắn sai rồi, bởi vì cho đến sau nửa đêm, nước mắt nàng vẫn chưa ngừng rơi. Theo ánh trăng, hắn vặn mặt nàng quay lại, hỏi, theo ta, là bởi vì Thẩm Hoàng sao? Nàng chưa chính diện trả lời, chỉ mở miệng nói cảm tạ hắn. Vừa đối diện, hắn liền biết, nàng không muốn. Một lần phong nguyệt, nhưng hóa ra chỉ có hắn một bên tình nguyện. Nhưng cao ngạo như hắn, ấy nấy không đến nửa khắc. Thẩm Chân, ta sẽ bồi thường, về sau cũng sẽ không đụng vào cô. Tới lúc hồi kinh, mối quan hệ giữa bọn họ đã kết một tầng băng. Suy nghĩ hồi lại, Lục Yến bước nhanh ra khỏi Túc Ninh Đường,
ngăn cản Dương Tông, đưa thứ kia cho ta. Hắn chung quy vẫn không nhịn được, đi tới Trường Uyển, đẩy cửa Lan Nguyệt Các. Ánh trăng cùng ánh nến trong phòng tầng tầng giao thoa, hắn cũng theo sát tiến vào. Thẩm Chân thấy hắn, sửng sốt, trì hoãn một lúc, đứng dậy gọi một tiếng đại nhân. Lục Yến ném chai lọ trong tay cho nàng, sụ mặt, tam cô nương có ý gì? Thẩm Chân cúi đầu, trái tim thình thịch mà nhảy. Hắn hỏi chuyện, đáp án từ trước đến nay chỉ có một. Còn mấy lời Dương Tông nói với nàng mấy ngày trước đó, hiển nhiên không thể nói. Tỷ như, thẩm cô nương hẳn cũng biết Thế Tử Gia phải phí công sức thế nào mới đưa được đại phu vào Ngục Đại Lý Tự. Lại tỷ như, thân thể Thế Tử Gia gần đây có bệnh nhẹ, thường khó đi vào giấc ngủ. Mưa to không ngừng, mầm non mới mọc ra liền bị cuồng phong thổi quét, trong phòng chỉ có phía cửa sổ phát ra tiếng động. Nếu hỏi Thẩm Chân giờ khắc này suy nghĩ gì, quả thật có hơi phức tạp. Cảm tạ, bất đắc dĩ, bất chấp tất cả, cái gì cũng có. Thẩm Chân hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, ôm vòng lấy eo hắn, đại nhân, trước đây là ta không tốt, ta không nên khiến ngài tức giận. Trong lòng vốn muốn nói một câu người này kỳ quái. Trước khi vào cửa, Lục Yến còn cảm thấy tình cảnh trước mắt hết sức buồn cười, nhưng hiện tại nghe thấy giọng nói mê người, lại đột nhiên cảm thấy, nàng có gì sai đâu. Nàng còn có nơi nào để đi đâu. Lục Yến bừng tỉnh, gắt gao ấn huyệt Thái Dương. Hắn theo bản năng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã tỏ, sau cơn mưa dương quang tươi đẹp ấm áp dần dần xuất hiện. Hắn duỗi tay chạm xuống bên người, trống không. Lục Yến bỗng nhiên ngồi dậy, lê giày xuống đất, đi đến cửa, trên mặt nhiều thêm một mạt hoảng hốt. Lúc này, Thẩm Chân vừa vặn đi vào. Nàng cười nói, đại nhân tỉnh. Tâm Lục Yến treo ở chỗ cao dần dần hạ xuống, băng tuyết trên mặt nháy mắt phục hồi nguyên dạng, hoảng thanh nói, sao nàng không kêu ta dậy. Thẩm Chân cười nói, hôm nay đại nhân không phải nghỉ hưu một sao, nghỉ ngơi nhiều một chút không tốt hay sao? Thời tiết hôm nay so với cảnh trong mộng của hắn ấm áp nhiều. Rửa mặt qua loa, Thẩm Chân vốn tưởng rằng hắn còn muốn dùng thiện, ai ngờ người này lại nói, hôm nay có chút việc gấp, ta phải đi trước. Thẩm Chân hầu hạ hắn thay quần áo, theo thường lệ vòng lấy eo hắn. Ai ngờ đai còn chưa quấn xong, hắn liền nâng mặt nàng lên, mút một ngụm. Chờ ta trở lại, hửng. Ám chỉ trong đó, không cần nói cũng biết. Thẩm Chân đỏ mặt, hướng hắn gật đầu. Ra Trường Uyển, Lục Yến khom lưng vào xe ngựa, nói với Dương Tông, đi Chu phủ. Dương Tông nói, chủ tử nói, là phủ của đại lý tự Khanh Chu đại nhân. Ừ. Cực giống trong mộng, hắn theo quản gia Chu phủ đi tới thư phòng. Chu Thuật An vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, bạch y tố sam, sáng sủa như ngọc. Lư hương bạch sứ trong phòng phiêu tán lượn lờ từng đợt hương khói. Ngũ quan của Chu Thuật An ở giữa màn sương chợt thêm một tia mông lung nhu hòa. Chu Thuật An cười nói, Lục đại nhân mời ngồi. Đôi mắt hắn lộ ra thành thục cùng lõi đời, không thể chỉ vì ý cười nơi khóe mắt là có thể che giấu. Lục Yến dẫn đầu mở miệng, Lục mổ là tới lấy lại ân tình từ Chu đại nhân. Chu Thuật An trầm mặc một lúc lâu, rót hai chén trà, đưa cho Lục Yến một chén, Lục đại nhân mời nói. Giống như trong mộng, Lục Yến trầm mặc một lúc. Chu Thuật An hồ nghi nhìn về phía hắn. Lát sau, hắn rốt cuộc vẫn hỏi ra câu kia, Thẩm gia tam cô nương, là ở trong tay Lục đại nhân. Lục Yến kéo khóe miệng, nói, Lục mổ không phải phạm nhân của Chu đại nhân. Chu Thuật An thưởng thức chung trà trống trơn trong tay, cười nhẹ. Trách không được. Trách không được. Chu Thuật An ngước mắt trông hắn, buồn bã nói, cho nên, án tử của phu nhân Lý Thị Lan cũng là Lục đại nhân thẩm. Chương 54, không tên. Lục Yến đi rồi, Chu Thuật An trầm tư thật lâu. Ai có thể nghĩ đến, Thế tử gia phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ chơi trò kim ốc tàn kiều, mà tàn còn là Thẩm gia tam cô nương vẫn luôn bị truy lùng hành tung. Trước mắt trong kinh thành người tìm Thẩm gia tam cô nương nhiều vô số, nhưng người có thể bảo vệ nàng an toàn ở Trường An thì chẳng có được mấy ai. Chu Thuật An tuy không thể xác nhận hai người có liên quan gì, nhưng khi hắn nhắc tới Thẩm gia tam cô nương, trong mắt Lục Thế tử gia toát ra dục vọng chiếm hữu không e dè, xác thật đã chứng minh suy đoán của hắn không sai. Lát sau, hắn cười khẽ một tiếng. Kinh Triệu phủ tuy không thuộc Tam Tư, nhưng lại trưởng quản chính vụ, trị an của 22 huyện thành Trường An, thiếu doãn phẩm cấp tuy chỉ là từ tứ phẩm, nhưng quyền lực trong tay không nhỏ. Từ khi Lục Yến được điều nhiệm tới phủ Kinh Triệu, Trường An có không ít phú thương vì có thể đạt được chút lợi, theo một đường từ nha môn lên, nổi lên tâm tư đút lót. Bên quan lại cũng thôi, Thế tử phủ Trấn Quốc Công,
nhi tử trưởng công chúa sao có thể nhìn trúng chút tiền tài ấy. Vì thế, những người đó không hẹn mà cùng theo dõi hậu viện của hắn. Trên đời này nam nhân giữ mình trong sạch không ít, nhưng không kháng cự nổi dụ hoặc hiển nhiên càng nhiều. Nổi tiếng nhất chính là một lần tiểu nhi tử Tôn gia ở kinh thành phạm tội, hồ sơ rơi vào tay Lục Yến. Tôn lão gia vì đảm bảo tính mệnh cho đứa con út mà hẹn Lục Yến tới giáo đường Ba Tư, dâng lên vô số mỹ nhân. Để bảo đảm Lục Yến có thể nhìn trúng một hai, trong chúng mỹ nhân còn có một đạo cô. Nhưng cuối cùng sao? Con út Tôn gia không chỉ bị phán lưu đày, ngay cả giáo đường Ba Tư cũng bị đóng cửa. Chuyện này trên triều đình rất nhiều người biết, Lục Yến không gần nữ sắc, mỹ danh thiết diện vô tư cũng từ đó truyền đi rộng khắp. Lần trước nghe thấy Lục đại nhân ở Bình Khang phường dưỡng một vị hồng nhan tri kỷ, hắn vốn đã cảm thấy kỳ quái, một người kiêu căng như thế cũng sẽ đến Bình Khang phường tìm hoang. Bất quá hôm nay nhưng thật đã giải đáp được nghi hoặc. Tóm lại, vị đầu bảng ở Bình Khang phường chỉ là tấm bình phong che chắn, mà hắn không tiếc tổn hại thanh danh cũng muốn cất giấu là một vị khác. Đến nỗi Thẩm Nhiễm, hóa ra cương trực công chính như Lục đại nhân cũng có lúc làm việc thiên tư. Lục Yến ra khỏi Chu phủ, lên xe ngựa chạy thẳng về phía Trừng Uyển, đột nhiên có người cản kiệu. Dương Tông tiến lên giao thiệp, giây lát quay lại xốc rèm xe ngựa, "Chủ tử, ngăn cản chính là người của phủ quốc công, hắn nói Đông cung tặng phủ quốc công một bức họa." Lục Yến nhíu mày, "Họa gì?" "Là danh tác của Vương Duẩn Chi ạ." À. Người tới còn nói thêm, "Là thái tử điện hạ chính miệng nói thiếu ngài một ân tình." Trầm ngâm một lúc, Lục Yến gật đầu nói, "Về phủ quốc công." Gần đây ánh mắt toàn bộ triều đình đều hướng về Đông cung. Lệnh cấm túc Đông cung bị gỡ bỏ, thái tử liền thỉnh toàn bộ y quan trở về Thái y viện, chỉ để lại một mình Bạch Đạo Niên. Ngắn ngủn mấy ngày, Đông cung vốn ngày đêm dày đặc tiếng ho khan, nay đã giảm bớt không biết bao nhiêu. Điều này có ý nghĩa gì, thật dẫn người suy nghĩ sâu xa. Lục Yến gật đầu, xoay chuyển những ban chỉ trên tay, thấp giọng nói, "Ngươi đi báo với nàng một tiếng, nói tối nay ta có việc nên không trở về." Dương Tông, thuộc hạ minh bạch. Trở lại Túc Ninh đường, Lục Yến nhìn bức họa trong tay, suy tư, ngón trỏ điểm mặt bàn, nói, "Kêu phó thất tới." Dương Tông không người nói, "Dạ." Một canh giờ sau, phó thất đẩy cửa thư phòng, thấp giọng nói, "Thế tử gia, Đông cung bên kia có hướng đi gì?" Phó thất nói, "Thế tử gia dự chuyện không sai, thánh nhân trấn an Đông cung sau, thái tử điện hạ một lần nữa muốn tra lại án tử thành Tây Cừ, nói là muốn tìm sơ đồ xây dựng thành Tây Cừ, còn đi một chuyến tới ngự sử đài." Lục Yến đề khóe miệng, quả nhiên. Công bộ, binh bộ, ngự sử đài, đây đều là địa bàn của thái tử, một khi thái tử một lần nữa cầm quyền, cứu đầu tiên nhất định là phụ tá đắc lực của hắn, Vân Dương hầu Thẩm Văn Kỳ. Khối thịt công bộ này hắn sẽ không buông tay. Lại nói tới Vân Dương hầu, người này tuy bản khắc có chút cổ hủ, nhưng không thể không thừa nhận, y ở trên quan trường đạt được không ít thành tựu, nếu không có y, nông nghiệp và thủy lợi của Đại Tấn cũng sẽ không phồn vinh như bây giờ. Từ 3 năm trước, khi Vân Dương hầu thăng đến công bộ thượng thư, việc điều tiết sức nước, chống lũ, năng lực bày bố thủy địa đều vượt xa các quốc gia khác. Mỗi khi đến đầu hạ, mực nước Hoàng Hà hạ thấp, đến tháng 7 tháng 8 lại mưa to, đê Hoàng Hà căn bản không thể ức chế hồng thủy cũng như tưới nông vật. Từng ấy năm không biết đã xảy ra bao nhiêu lần nạn úng, nhưng chỉ vào mấy năm Vân Dương hầu nhậm chức, nạn úng ngập chưa từng phát sinh. Thánh nhân đối với sơ đồ công trình Vân Dương hầu vẽ không dưới một lần tán thưởng, mà mấy công lao này đều ghi tạc dưới danh nghĩa thái tử. Lẽ ra, với tư lịch dày dặn như Vân Dương hầu sẽ không cho phép công trình xảy ra loại sự cố như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, khả năng công đồ, sơ đồ công trình xảy ra vấn đề là cực lớn. Bằng không, thái tử cũng sẽ không vào lúc nghe báo cáo và quyết định sự việc tại cửa đại điện mà giúp Vân Dương hầu kêu oan. Đạo lý bo bo giữ mình, có ai không hiểu đâu. Chỉ là thành Tây Cừ sụp xuống, dẫn tới thủy vận chịu ảnh hưởng nặng nề, chiến sự cũng bị kéo theo, thánh nhân tức giận ngập trời, quả thật không có đường xoay chuyển. Lần này hoàng đế giận dữ, không chỉ mặc kệ thể diện Đông cung, càng trực tiếp hơn là hạ lệnh cấm túc thái tử. Hai tháng thái tử bị cấm túc, không biết truyền ra bao nhiêu tin tức về những lần thái y viện đêm khuya tề tụ ở Đông cung. Trên triều đình, nhân tâm hoảng sợ. Một khi thái tử ngã xuống, lúc này, ai dám giúp đỡ Vân Dương hầu, trữ quân tương lai đều sẽ ghi tạc trong mắt. Thế lực Tam hoàng tử và Lục hoàng tử nhanh chóng cuột khởi. Mà những việc này đều vừa vặn là nguyên nhân quan trọng khiến phủ Vân Dương hầu không nhận được giúp đỡ, không phải không muốn, mà là không dám giúp. Mới ngắn ngủn vài tháng, Đông cung đã tan đàn xẻ nghé như thế.
Trước mắt nếu Vân Dương Hầu không thể giảm hình phạt hoặc lật bản án, liền trở thành khó khăn khó khắc phục nhất của Đông Cung. Lát sau, Phó Thất muốn nói lại thôi nói, Thế tử gia, không chỉ như thế, Thái tử còn nơi nơi tìm kiếm Thẩm cô nương. Sắc mặt Lục Yến trầm xuống, chờ lúc thích hợp, dụ bọn họ hướng về Dương Châu. Thuộc hạ minh bạch. Hắn vẫn còn chần chờ đứng tại chỗ. Còn có chuyện gì? Lục Yến hỏi. Phó Thất nói, Đông Cung bên này hình như đang theo dõi đương nhiệm công bộ thị lang Lý Đệ. Nếu có thể giúp Vân Dương Hầu trở về triều đình, Thái tử nhất định sẽ đem đao đặt lên cổ Lý Đệ. Tới đây, Lục Yến liền nghĩ tới Thẩm Nhiễm. Đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể khiến Thẩm đại cô nương không dám cùng Lý gia đối nghịch trên công đường, thậm chí thủ đoạn hạ độc cũng dám nghĩ tới. Nguyên nhân khẳng định nằm ở trên người Vân Dương Hầu. Mắt Lục Yến nhíu lại, đề bút, chấm mực, chậm rãi viết xuống vài cái tên, Tuyên Bình Hầu, Nhị Thúc và Tam Thúc Thẩm Chân, Binh Bộ Thượng Thư Tôn Ngăn, Ngự Sử Đài Đại Phu Cung Bảo Thừa, Trưởng Giám Khoa Cử Lỗ Tư, đây đều là những người có quan hệ mật thiết với Phủ Vân Dương Hầu. Rốt cuộc là ai? Lục Yến xoay chuyển cán bút, khoanh lại tên Lỗ Tư, nói với Dương Tông, đi tra cho ta tại sao Lỗ Tư lại đột nhiên từ quan. Lúc này, bên Đông Cung hài lòng bao nhiêu thì Lý Đệ bất an bấy nhiêu. Tan tầm, hắn trở về Lý Phủ, đi thẳng đến chỗ Thẩm Nhiễm. Thẩm Nhiễm vừa thấy hắn, liền cảm thấy hít thở không thông, lúc trước có bao nhiêu ân ái, hiện tại hồi tưởng lại liền có bao nhiêu ghê tởm. Lý Đệ đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chén Thẩm Nhiễm đã dùng qua, dọc theo ấn ký son môi nàng lưu lại, uống một ngụm, trầm giọng nói, Nhiễm Nhiễm. Thẩm Nhiễm nắm chặt nắm tay, châm chọc cười nói, không biết Lý đại nhân có chuyện gì. Lý Đệ đi đến, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bả vai nàng, Nhiễm Nhiễm, nàng rốt cuộc có biết Thẩm Chân và Thẩm Hoàng ở đâu không? Lý Đệ, ngươi đừng dùng bàn tay dơ giấy ấy chạm vào ta. Thẩm Nhiễm đập bay bàn tay hắn, cười gằn từng chữ, thế nào, có phải đột nhiên phát hiện lợi thế trên tay không đủ bảo đảm ngươi được sống bình an? Giọng nói vừa dứt, Lý Đệ giơ tay nắm nàng cầm, đôi ta ân ái 4 năm, ta chạm vào nàng còn ít sao Nhiễm Nhiễm, ta vốn có tình cảm với nàng, ta làm những chuyện đó chỉ vì lập trường bất đồng, nàng còn không hiểu sao? Thẩm Nhiễm nhìn thẳng mắt hắn, Đông Cung một lần nữa cầm quyền, Lý đại nhân chắc là đang hoảng sợ lắm nhỉ, có phải cảm thấy Lục hoàng tử không hộ được ngươi? Mới đầu, Thẩm Nhiễm vẫn luôn cho rằng Lý Đệ là người của Tam hoàng tử, ai ngờ Mục gia đổ hắn vẫn không sao, hóa ra là nàng nghĩ sai rồi. Tay Lý Đệ dần dần tăng lực như muốn bóp nát xương cốt của Thẩm Nhiễm. Thẩm Nhiễm tiếp tục nói, để ta đoán xem, lúc trước chắc là ngươi động tay động chân vào bản vẽ công trình của cha. Lý Đệ ánh mắt ám trầm, Thẩm Nhiễm, nàng đừng lấy những lời này kích ta, nói đến cùng, nàng và ta mới là người cùng trên một chiếc thuyền, nếu ta xảy ra chuyện, những việc xấu xa giữa Nhạc Phụ và Lỗ Tư nàng cho rằng ta sẽ thay y giấu đi sao? Lý Đệ ôm eo Thẩm Nhiễm, thấp giọng nói, trước đó vài ngày, mấy thứ đồ nàng đi ra ngoài chọn mua có vẻ không cần thiết. Thẩm Chân và Thẩm Hoàng hẳn là còn ở Trường An, nàng gặp qua bọn họ. Thẩm Nhiễm mặt không đổi sắc nói, đúng vậy, ta đã thấy bọn họ ở Kinh Châu, sống tốt lắm, Lý đại nhân ngài định phái người đi tìm. Lý Đệ đứng dậy, một phen túm chặt tóc thanh lệ, trầm giọng nói, nàng xem, nàng đối ta như vậy, ta vẫn luyến tiếc xuống tay với nàng. Đầu ngón tay Thẩm Nhiễm run nhẹ nhẹ. Lý Đệ nói, Thái tử rất nhanh sẽ tranh thủ giúp Nhạc phụ thăm hỏi Ngục đại lý tự, Thẩm Nhiễm, chỉ cần Nhạc phụ giữ chặt miệng, ta sẽ không cưới Hà Uyển Như, cũng sẽ không làm khó tỳ nữ của nàng. Thế nào? Ta muốn nàng vào đại lý tự gặp mặt Nhạc phụ. Lý Đệ chính là kẻ như thế, chỉ cần ngươi lộ bí mật của mình trước mặt hắn, vậy ác mộng kia sẽ tiếp nối không ngừng. Thẩm Nhiễm đứng dậy đi về phía hắn, ngươi có cưới Hà Uyển Như hay không có quan hệ gì với ta đâu. Lý Đệ, nếu ngươi dám tổn thương tỳ nữ của ta, ta liền khiến Hà gia nữ chết trước mặt mẫu thân ngươi. Ta vốn cho rằng ngươi gió chiều này xoay chiều ấy, nay gió thổi ngược lại, ngươi cũng nên xoay đầu mới phải. Trước mắt, ngươi uy hiếp ta, còn không bằng thẩn cầu ta đi tới chỗ Thái tử điện hạ cầu cho ngươi cái tình đâu. Lý Đệ thẹn quá hóa giận, móc ra một chiếc chủy thủ kề trên cổ thanh lệ, nói, tới, nói cho ta 2 ngày trước chủ tử nhà ngươi đã đi đâu. Có phải đi gặp Thẩm Chân hay không? Thanh lệ sợ tới mức 2 chân phát run, cố tỏ ra bình tĩnh nói, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ theo phu nhân đi chọn mua hàng hóa. Đều lúc này Lý Đệ tự nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của thanh lệ, hắn đối với thanh lệ chỉ cần một đao đi xuống. Nước mắt thanh lệ không ngừng rơi, thấp giọng nói, nô tỳ thật sự không biết. Đôi con ngươi xinh đẹp của Thẩm Nhiễm trợn to trừng hắn. Lý Đệ không có ý định dừng tay.
dừng tay. Thẩm Nhiễm nhìn hắn nói, được, ta nói cho ngươi, ngày ấy ta đi kinh triệu phủ, cùng Lục đại nhân nói chuyện của ngươi và Hà Uyển Như, bởi vì ta muốn cùng ngươi hòa ly. Lý Đệ đôi mắt nhíu lại, Lục đại nhân, Thế tử gia phủ Trấn Quốc công. Thẩm Nhiễm kéo Thanh Lệ qua, đúng vậy, Lý đại nhân nếu như không tin có thể đi hỏi. Hết phần 5, mời các bạn đón nghe phần 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn.